Đức Tăng trong đạo tràng. Xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chùa tử, mong rằng quý vị luôn được thân tâm thừa an lạc. Xin hỏi gì có nghe rõ không ạ? Xin hỏi gì có nghe rõ? Dạ, xin cảm ơn thầy Dòng Sông Linh Niệm. Dạ, xin cảm ơn chú thầy bị vị hơn. Xin cảm ơn tu tăng suốt ngày. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời gì cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương ơn đức tam bảo Phật Quan Tâm. Nhat mo ta sa ra ta ra ta sa ma sa mo an ha sa. Nhat mo ta sa ra ta ra ta sa ma sa mo an ha sa. Nhat mo ta sa ra ta ra ta sa ma sa mo an sa. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ hướng chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin định lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng chánh đẳng gia thay. Ở gia nam tán dương Đức Tam Bảo các tấn tắc sinh gia họ như chư Tôn Đức Tăng, Mỹ Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thừa an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở rất là quan trọng trong đời sống tu tập của chúng ta, luôn cả cái đời sống hàng ngày. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi, lấy thọ làm nơi hội tụ, và lấy niệm làm tăng trưởng, lấy định làm thượng thủ, làm đỉnh cao, lấy tuệ làm thượng thủ. Cho nên niệm là một cái chi phần nó rất là đặc biệt trong những phần đặc biệt là trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu trước một cái ý nghĩa của cái từ sati, và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là chánh niệm, thế nào là tà niệm, thế nào là thất niệm, thế nào là có niệm và thế nào là niệm. Và tất cả những từ đó nó đều đưa ra chúng ta tới những cái khía cạnh sai biệt và rất là phức tạp nếu như chúng ta không khéo léo để đưa chúng vào trong một cái đường lai, hay là đưa chúng vào trong một cái thống thì chúng ta rất là dễ nhầm lẫn, dễ nhầm lẫn. Xin thưa, trước tiên chữ sắp lý từ xuất phát từ ngữ căn là xá lá. Mà chữ ngữ căn xá lá này nó có nghĩa là nhớ và mang theo. Chúng ta nên lưu ý, nó không phải là một cái sự nhớ thường tình, mà nó là có sự ghi nhớ để rồi mang theo. Sắp lý là một cái danh từ rất có nhiều ý nghĩa. Trước tiên á, nó là một sự chú ý, và kế tiếp cái sự chú ý nó làm cái sự ghi nhớ. Ngoài ra chúng ta còn có một cái số ý nghĩa khác như là thận trọng, rồi sự tỉnh táo, và cái từ mà chúng ta thường sử dụng nhất đó là một ý nghĩa gọi là ghi nhận. Ghi nhận. Và cái danh từ ghi nhận là một cái danh từ mà chúng ta thường dùng trong ngày, trong đời sống, luôn cả trong kinh điển. Nghĩa là một cái ý nghĩa, có đôi khi nó trở thành là một cái ký ức. Nhưng mà nếu mà có ký ức thì chúng ta thấy rằng có những cái lúc mà chúng ta cố mình cũng đang ghi nhớ, nhưng mà để rồi sau đó chúng ta lại quên. Không phải lúc nào chúng ta cũng ghi nhớ. Có những cái học sinh mà chúng ta thấy rằng học thuộc bài rất là nhanh, nhưng mà một thời gian sau hay là một thời gian ngắn cũng lên đi, khổ thì rất nhanh, nhưng mà nó cũng dễ quên, quên cũng rất là nhanh. Và một số từ khác mà thường
Miễn dịch nhớ là cái sắp tí đó là trí nhớ. À, xin nghe, cái từ trí nhớ chúng ta cần phải xem xét lại. Mặc dù nó không hẳn là sai lắm, nhưng mà chuẩn thì nó không chuẩn. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta thấy có một cái từ là búp bê và sát. À, sắp tí nhà nát. À, búp bê và sát có nghĩa là cái chỗ ở trước, tức là cái đời sống trước. À, búp bê và sát là cái đời sống trước. Sát tí như nhận. Và nha ná là tí. Nếu như chúng ta dịch cái từ sát tí, nó là cái trí nhớ, thì trong cùng một cái sát na chúng ta có hai cái loại trí. Một là cái loại trí nha ná, đó là biết. Và một cái loại trí thứ hai nó là trí nhớ. Bởi vì nếu chữ sát tí mà chúng ta dịch nó là trí nhớ, thì búp bê la xá sát tí nha ná tức là cái nhớ lại ở quá khứ, tức là cái túc mạng minh đó. Bây giờ chúng ta thấy là có một lý bởi vì trong một cái sắc ma như vậy mà chúng ta có là hai cái loại trí, thì điều này nó không phù hợp, nó không đúng với cái quan điểm của luận A Tỳ Đàm. Quan điểm của luận A Tỳ Đàm nó trong vùng một sắc ma nó chỉ có một cái tâm sở, nó phối hợp vào trong mình nó, chứ nó không có thể có hai cái tâm sở. Ở cho dù là một cái tâm sở đó nó có nhiều hơn cái cảnh sai biệt, nhưng mà trong một lúc nữa, trong một cái thời điểm nó chỉ có một tâm sở mà thôi, không bao giờ nó có là hai cái loại tâm sở. Thí dụ chúng ta thấy rằng như thọ, chúng ta có loại năm loại thọ: thọ hỷ, thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu và thọ xả. Nhưng mà trong một cái thời điểm đó, nó chỉ có một cái loại thọ. À, hoặc là thọ hỷ, hoặc là thọ xả, hoặc là thọ ưu, hoặc là thọ lạc, chứ không bao giờ mà nó có 3-4 cái loại thọ nằm trong đó. Như thế nào cũng vậy, thì trong một thời điểm chỉ có một cái loại trí mà thôi, hoặc là trí văn, hoặc là trí tư, hoặc là trí tu. À, cho nên lý do là dùng nhân từ mà trí nhớ hay là trí ức á, thì chúng ta hay hiểu lầm rằng á, cái đó là một cái loại trí mà đi chung với tưởng, đi chung với tưởng. À, chính tưởng nó làm cho cái gì mà nó đã nhận biết từ trước nè, nó hiện lại ra trở lại, và trí nó nhận biết cái điều đó. Mà nhận lại cái sắc tí là cái ghi nhận này nè, vì là nó ghi nhận để mà mang theo mà ngài Na Tiên ở trong bộ Niết Bàn Tâm Hà. À, cái giải thích rằng nó giống như một cái người thợ mộc này, họ ghi dấu vào những cái miếng gỗ để khi mình nhìn lại những cái dấu nó thì những người thợ mộc này sẽ biết rằng là cái miếng gỗ này mình ghi dấu để mình làm cái mặt bàn, hoặc là mình làm cái chân bàn, hoặc là mình làm cái đế bàn, hoặc là làm cái gì đó. Thì sắc tí nó cũng có tính chất như vậy, nó ghi nhận rồi nó làm dấu để mà mang theo, để khi nhìn lại nó nhớ, nhìn lại nó biết. Cái lưới một điều nữa, có bao nhiêu lần á, đã những lần mà chúng ta ghi nhớ cái đó, ghi nhớ cái cầu thang đó mà chúng ta làm đi lên cầu thang đó chúng ta lại ngã xuống. Bởi vì sao nè? Bởi vì chúng ta ghi nhớ cái dấu hiệu đó đó, ở cầu thang nó chắc, nhưng không ngờ cầu thang đó nó đã bị mục rồi, nó bị lông những cái y đinh rồi. Nó không có còn vững chắc nữa. Và chúng ta bước lên và chúng ta lại bị ngã xuống. Còn hoặc giả rằng cũng có nhiều lần cũng vì cái trí nhớ nè, hay là giờ là nhờ cái sự nhớ này mà chúng ta bị phỏng tay. Bởi vì chúng ta nhìn
cái ấm nước nó có những cái dạng như bên ngoài nó là nguội lạnh, nhưng mà không ngờ cái ấm nước nó vẫn còn nóng, và chúng ta cứ ngỡ rằng nó là nguội lạnh, chúng ta đưa tay vào và cuối cùng chúng ta bị phỏng tay. Cũng giống như có nhiều lần mà chúng ta cầm một cái ly nước thì chúng ta uống thì lập tức bị phỏng miệng. Để chúng ta nhìn cái màu nước của cái ly nước đó, chúng ta ngỡ rằng những trí nhớ chúng ta cho rằng nó là nguội, nhưng té ra nó là một loại nước còn nặng nóng. Cho nên nếu như nói cái niệm á là sự ghi nhớ vậy thì nó chưa lọt hết được cái vấn đề, mà ở đây ghi nhớ đi ngang thôi, và nó ngay trong hiện tại chứ nó không phải biết ngay ở trong những cái quá khứ. Nếu như người đó mà chú ý thận trọng á về khi nhìn những cái tấm gỗ để mà bước lên và chú ý thì sẽ thấy rằng những cái tấm gỗ đó nó bị lông binh rồi, hoặc là nó bị mục rồi, người đó sẽ không bị tai nạn. Và nhắn nữa là chú ý thì phải nhìn thấy rằng là cái ấm nước đó nó không hẳn đã là bình thường như mọi ngày, nó có một cái gì đó khác lạ hơn mọi ngày. Hoặc là có những lần mà chúng ta bị sụp hố bởi vì chúng ta nghĩ rằng cái hố đó nó bình thường, nhưng mà không ngờ rằng cái hố này nó đã thay đổi. Và cái lần đó chúng ta đã bị gây tai nạn hay tạo ra những tai nạn hay là bị dắt những tai nạn, nếu mà chú ý chúng ta sẽ thấy là nó khác biệt. Ở chính cái sự mà chú ý khác biệt đó, nó so sánh nhau trong cái quá khứ và trong cái hiện tại này, đó cái trạng thái mà chú ý như vậy là nó lột tả được cái niệm, cái niệm về niệm, chứ không phải là một sự ghi nhớ sơ hay là một sự ghi nhận sơ. Mà nó ghi nhận hôm nay rồi nó ghi nhận ngày mai, nó ghi nhận 5 giờ trước rồi nó ghi nhận 5 giờ sau, và nó sẽ thấy rõ những sự khác biệt giữa cái 5 giờ trước và 5 giờ sau, hay 5 phút trước và 5 phút sau. Thì khi mình trong vấn đề này chúng ta mới thấy rằng cái sắc tí này nó đặc biệt ở chỗ đó, nó phải chỉ là một sự ghi nhớ hay một ghi nhận sơ, mà nó còn có một cái đính kèm một cái gì đó mà ngay lúc đó, ngay trong hiện tại đó, nó nhận thức nó khác với cái mà nó nhận thức hay là cái nó ghi nhận ở quá khứ. Nó chính là cái điểm đó, cho nên Phật mới dạy rằng tất cả các pháp mấy niệm làm tăng trưởng, hay là sự chú ý để làm tăng trưởng. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy những cái ý nghĩa của cái niệm đó, tức là sự chú ý ngay trong hiện tại để rồi nhận thức những cái gì khác lạ mà trước đó nó đã từng biết. Trước đó nó biết, chứ không phải là chỉ ghi nhận sơ, ghi nhận cách bình thường. Đây là một ý nghĩa mà rất là sâu thẳm, rất là sâu thẳm. Ở chính vì nó sâu thẳm vậy cho nên nó mới làm tăng trưởng những cái thiện pháp của chúng ta. Thế bây giờ trở lại một cái từ niệm và chánh niệm. Ở trong thời những kinh điển chúng ta có hãy dùng mình gặp chữ sắc tí là chúng ta cái đưa ngay chánh niệm rồi. Thế là bị một cái thói quen đó, mà xin nói vậy là mỗi khi có một cái tâm ma và chánh trong đó là đúng đắn trong đó thì nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Nó
nó khác với cái từ sát tính thường tình. Chúng ta thường tình chính trong bài kinh tới niệm xứ như mã ba ly cho chúng ta thấy rằng á, ở giai đoạn đầu thì Đức Thế Tôn này dạy rằng á, khi hít vào và dài vị ấy biết, khi thở ra dài vị ấy biết, đúng không? Và vị ấy có sát tí ba cha na tí à, ngữ văn mà ba ly sát tí ba cha na tí dễ ghi nhận để biết đầy đủ. Như vậy thì cái ghi nhận này và cái biết đầy đủ này nó là một cái vấn đề để chúng ta để riêng đó. Và những đoạn cuối của cái bài kinh của niệm xứ chẳng hạn, về niệm thân hay niệm thọ hay niệm tâm hay niệm pháp, thì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng á, là với một cái lúc mà tâm nó được an tịnh rồi đó à, thì vị đó à, đi tiếp bước thứ hai là sân ma sát tí ba cha na tí. Sân ma chánh niệm, ba cha na tí tức là tỉnh giác, hay là sân ma chánh nha, xin lỗi, sân ma chánh nha tức là tỉnh giác. Cái giai đoạn đầu của bọn này là sát tí ba cha na tí ở ghi nhận để mà biết một cách trọn vẹn. Do đó sao Đức Phật ngài dạy rằng á, sát tí à, xong ma sát tí xong bát chân nhà tức là chánh niệm rồi tỉnh giác à, tỉnh giác. Mà chữ xanh của xong bát chân nhà đó à, là đúng đắn đúng. Như vậy thì cái niệm và cái chánh niệm nó khác biệt nhau chỗ nào à? Xin thưa vậy, niệm chúng ta có hai loại, chúng ta ghi nhận có hai loại. Một loại thứ nhất là ghi nhận về những cái từ ngữ, những ngôn từ, những ý nghĩa của từ ngữ đó, mà thuật ngữ á phi thông được gọi là ghi niệm của cái chế định. Thí dụ như cái người tu thiền đấy hạt nè, họ lấy cái đề mục đất cho hạt, họ cái niệm là đất 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 đất, họ ghi nhận cái hình ảnh đất 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 đất. Ai nhận cái hình ảnh Kasana ở phía trước đó. Họ vật giả rằng khi nó hít vào dài, vị ấy biết. Lúc đó biết cái gì? Biết cái hơi thở vào dài. Mà hơi thở như vào dài đó, nó cũng chính là cái chế định, tức là cái danh từ được định đặt cái hơi thở. Rồi hơi thở ra ngắn dài hay ngắn đó cũng là cái danh từ để định đặt cho một cái hơi thở. Và cái trường hợp này được gọi là ghi nhận của chế định. Hoặc giải dễ hiểu hơn, chúng ta thấy nè, một học sinh nghe cô giáo giảng bài, người học sinh đó chăm chú nghe, và những gì mà cô giáo giảng những người đó ghi nhớ được. Nếu như một học sinh mà chăm chú nghe cô giáo giảng bài hay thầy giáo giảng bài, thì sau cái bài giảng đó ít hay nhiều gì, người đó cũng có khả năng thuộc được 30% hay là 40% của cái bài của cái cô giáo đó giảng hoặc là thầy giáo đó giảng. Thì phải chú ý những cái lời giảng của cô giáo hay là thầy giáo đó. À, đó là ghi nhận của cái ngôn từ, ghi nhận của cái chế định à. Nhưng mà sau đó á, ghi nhận được cái ý nghĩa, ý nghĩa ở trong cái ngôn từ đó, ở trong những cái lời giảng đó, thì ghi nhận là nhờ nhớ được cái đó đó, nắm bắt được cái ý trong cái đó đó. Đó lại là một cái không phải là toàn chế định nữa, mà đó là một cái ý nghĩa, hay nói cái khác đó là một cái thực tính pháp. Ở cho nên trong đạn chúng ta mới thấy là khi Đức Thế Tôn mà muốn đem cái đạo quả cho chư tỳ khưu thì ngài thường dạy rằng này chư tỳ khưu hãy khéo tắt đi, Như Lai sẽ giảng.
Tức là ngài cảnh báo trước là chư tỳ khưu phải chú ý để nghe như là vậy. Mà khi mà nghe Đức Thích Tôn giảng mà chú ý vậy, giai đoạn đầu nó chỉ là cái ghi nhận của cái chế định, tức là cái lời giảng của Đức Phật, để rồi sau đó nó hiểu cái ý nghĩa bên trong đó, là ghi nhận cái ý nghĩa này. Và khi mà ghi nhận ý nghĩa này, nó phát triển được cái tuệ quán ngay lúc đó thực tập luôn. Mà rồi sau khi mà giúp một cái thời pháp đó thì thánh quả xuất hiện cho những người mà có cái chú ý nhiều. Để mà hiểu được ý nghĩa sâu thẳm ở trong cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Và một khi mà hiểu được cái lời dạy của Đức Thế Tôn rồi, nó đưa tâm để thực hành theo cái lời dạy đó, thì bây giờ nó không còn là chế định nữa, mà nó còn là cái pháp thực tính, tức là cái chân đế chân đế dạ chân đế và chứ mắt từ đầu quản. Bởi vì chúng ta sẽ không thấy là những cái người nào mà chú ý một cách thận trọng và nó đi đôi với cái trí, tức là nó so sánh được những cái trước và cái sau vậy để rồi phát triển và chúng ta được đạo quả. Và chúng ta cũng không ngạc nhiên khi mà Đức Thế Tôn này trong kinh điển như là trong Cường Bộ hay là Cường Trung Bộ, ở câu đó ngài lặp đi lặp lại, tại sao ngài lặp đi lặp lại như vậy? Những câu đó chỉ là chế định thôi, nhưng mà ngài sẽ ngài lặp đi lặp lại để gì? Để giúp cho cái trí những vậy thì hơn đó đang theo dõi nó bị gián đoạn một khúc nào đó thì được lặp lại để hiểu cái ý nghĩa sâu thẳm nằm ở trong lời giảng. Nó nói con ngài chú Pháp luôn luôn có một cái dụng ý chứ không phải là không có dụng ý. Khi ngài thuyết giảng một cách rộng rãi thì ngài thấy rằng những cái tính chúng này có một cái trí tuệ chậm, cho nên ngài lặp đi lặp lại cái đoạn kinh văn đó. Và chú ý cái đoạn kinh văn đó, đoạn đầu hiểu được 20%, chú ý lần thứ hai có thể hiểu được 50%, nếu mà chú ý lần thứ ba nữa thì có thể hiểu được trọn vẹn cái ý nghĩa đó, rồi đưa tâm quán sát, đưa tâm quán sát chứ mắt được đầu cho nên ở đây chúng ta mới nói rằng là niệm nó có hai, hay là ghi nhận nó có hai loại. Một loại là ghi nhận của cái chế định hay là cái ngôn từ. Ví dụ như chúng ta nói rằng một đứa bé hỏi nó là khi nó kêu ba, hay là chúng ta kêu là cha mẹ, thì cái cha mẹ chính là ngôn từ. Mà gặp cái người đó chúng ta kêu nghe là cha, nghe là mẹ. Nhưng mà cái ý nghĩa đó là chúng ta hiểu rằng cha là gì, là cái người phối hợp với một cái người nữ nào đó sinh ra ta. Mẹ là gì? Mẹ là cái người nữ nào đó phối hợp với người nam nào đó để sinh ra ta. Chúng ta hiểu được như vậy. Nói cách khác, gọi cha và mẹ có nghĩa là ở trong một góc độ nào đó chúng ta hiểu rằng đó là cái hai đấng sinh thành, là người mà có thể đã sinh ra từ hai người này, đó là ý nghĩa. Còn danh từ cha và mẹ hay là ba má chi chi đó, nó chẳng qua chỉ là danh từ. Nhưng ý nghĩa nằm ở trong chỗ cái chữ ba chữ mẹ này. Hoặc giả rằng khi mà đức phật quý vị mà niệm về hồng danh của đức phật chẳng hạn nè, thì niệm đức phật, nếu phật chỉ là một cái danh từ, nhưng ý nghĩa sâu thẳm của chữ Đức Thơ, Đức Phật đó, là cái điều mà chúng ta cần lưu ý tới. Khi mà niệm Đức Phật thì chúng ta phải cảm niệm tới là ý nghĩa cái gì mà được gọi là Phật đó, ngài đã thông suốt được lý tứ đế, chứng đạt được lý tứ đế,
và Ngài đem dạy cho mọi người cùng biết đấy. Chứ không phải cái niệm là Đức Phật, Đức Phật, Đức Phật, Đức Phật. Cái niệm là những niệm xuông, cái tác dụng không lớn, tác dụng nó không lớn. Mặc dù nó còn dẫn có phước đó, nhưng mà nó tác dụng nó không lớn. Nó không thể làm cho cái tăng trưởng những cái thiện pháp của chúng ta. Mà chúng ta niệm một cái gì đó là chúng ta hiểu được cái nghĩa đó. Thí dụ như một cái hồi tu thiền niệm hơi thở vô, hơi thở ra của cái bài kinh Giới Niệm Xứ. Thì mặc dù niệm là hơi vào, hơi ra, nhưng mà hiểu được ý nghĩa của cái hơi vào hơi ra nó là cái gì. Nó chẳng qua nó chỉ là chất gió mà thôi. Mà chất gió ở bên ngoài thân chúng ta gọi là gió, nhưng mà khi đi vào thân chúng ta gọi là hơi thở. Nếu mà nó xuyên qua cái lỗ mũi chúng ta, mà cái hơi thở vô hơi thở ra đó, nó chỉ là chế định cho mình định đặt. Mà cái bản chất của cái chất gió ở cho nên chúng ta thấy là niệm nó có hai loại. Một loại là nó ghi nhận cái chế định, hai là nó ghi nhận những cái pháp thực tính, tức là cái chân đế, nguyên nhân đế. Như hơi thở, một người có thể ghi nhận đó là cái hơi thở hay thần tình, nhưng người khác có thể hiểu rằng đây là chất gió, hiểu ngay nó là cái chất gió. Hiểu và khi nó va chạm là hiểu ngay, hiểu ngay, chứ không cần gì phải lầm bầm hay là những là lầm thầm ở trong tâm nữa. Khi quý vị dở chân lên, khi mà dở chân lên là biết ngay, khi đạp chân xuống là biết ngay, mà không cần phải nói dở lên rồi đạp xuống là đưa tới, không cần. Mà hãy dở chân lên biết ngay, đạp chân xuống biết ngay. Thì cái đó được gọi là ghi nhận cái pháp thực tích, mà nó không có cái ngôn từ nào để mà định đặt cho nó nè, biết rõ như vậy. Thế là chúng ta phân tích được cái hai cái điều như vậy, là cái niệm đã ghi nhận về chế định là luôn cả cái thực tính như vậy á, thì chúng ta mới thấy rằng chữ sát tí là niệm nó bao gồm hai loại này, bao gồm hai loại này. Còn chữ samma sát tí có nghĩa chánh niệm đó, thì nó phải ghi nhận cho được một tâm ba tướng. Nếu mà phải ghi nhận được cái tướng vô thường hay là cái tướng khổ hoặc là tướng vô ngã, bao giờ ghi nhận được một trong ba tướng đó thì bây giờ cái niệm kia nó mới trở thành là chánh niệm. Còn không thôi thì nó chỉ là niệm. Nếu chúng ta trình bày quý vị cái niệm nó trước đó, nó ghi nhận mà để là nó ghi dấu mà nó nhớ để mà mang theo đó, để làm một cuộc so sánh, làm một quả sánh. Nó so sánh 5 phút trước cái vật thể đó 5 phút trước và vật thể đó 5 phút sau, và nó thấy được những sự khác biệt của cái 5 phút trước và 5 phút sau. Thì chính cái sự khác biệt đó nó là tiếp tục ghi nhận cái sự khác biệt đó, chứ không phải là chỉ đơn thuần nó ghi nhận cái sắc khác biệt của 5 phút trước và 5 phút sau, và cái khác biệt đó nó không ghi nhận, nó vẫn ghi nhận luôn cả cái khác biệt đó. Mà quý vị thấy là người quý vị đang ngồi với một tư thế thư giãn, quý vị đưa tay lên gãi, thì nếu mà chế định thì người đó sẽ nghĩ rằng cũng tập trung, nghĩa là gãi. Còn nếu là chân đế thì người đó sẽ hiểu rằng một cái chất gió nó khởi lên hoặc là một cái cảm thọ nó khởi lên, nó điều hành cho cái tay nó gãi. Nhưng mà ở trước đó, nếu mà cái niệm mà như có định nghĩa đó, thì cái tay trước đây nó không đưa lên, nhà cái tay nó đưa lên thì cũng cái tay đó, nó
đã có cái sự khác biệt. Hai phút trước thì nó ở yên chỗ, hai phút sau nó lại di động, nó lại di động. Như vậy thì cái niệm này nè, nó di, nó phân tích và còn nó hiểu được là cái sự khác biệt của hai phút trước và hai phút sau, và nó ghi nhận cái sự khác biệt đó. Rồi khi mà người ta đưa giải xong, người ta trở về vị trí cũ, ở bàn tay là trở về vị trí cũ như lúc ban đầu. Ở trên thơ không bao giờ cái bàn tay của mình nó gãi lưng hay là gãi tay gì đó rồi trở lại để vào vị trí ban đầu, nó không bao giờ đúng ngay cái khớp lúc ban đầu, không bao giờ. Mặc dù ở bên ngoài chúng ta thấy rằng nó tôi gác tay lên là trên cái ghế, lên cái thành ghế, sau khi gãi xong tôi để cái tay lên trên thành ghế nó như chỗ cũ, không bao giờ có cái sự kiện này xảy ra. Mà ít nhất nó qua sai lệch đi 5 ba ly, ít nhất nó có hành 5 ba ly. Và cái niệm đó nó ghi nhận được cái sự sai biệt 5 ba ly khi mà chúng ta ra sự cái vị trí này ban đầu và vị trí sau khi gãi đặt ai sợ. Nó đã sai lệch, nó sai lệch. Và cái niệm này nó còn ghi nhận cái chỗ sai lệch này, và từng chút như vậy, để một lúc nào đó đó, để lúc nào đó nó nổi lên bật lên cái tướng mà Đức Phật cái thuật ngữ gọi là cái tướng vô thường. Bao giờ ghi nhận được một cái tướng vô thường đó, đó thì khi đó mới được gọi là chánh niệm. Chứ còn chưa thì chúng ta chưa gọi được gì là chánh niệm. Kinh văn Đức Phật này dùng từ rất là đặc biệt. Khi trong Bát Chánh Đạo thì ngài dùng chữ Samahat, toàn bộ đều là Samahat. Samahat thứ chánh kiến, Samahat sang cách vô chánh tư duy, Samahat qua cha chánh ngữ, Samahat tâm minh tô chánh tâm chi quá, chánh mạng, Samahat qua giang mô chánh tinh tấn, Samma sát tí chánh niệm và Samma samadhi chánh định. Cho nên khi mình có một cái chữ chánh nằm ở trong Bát Chánh Đạo đó, chúng ta phải hiểu rằng đó nó là một trong ba tướng. Mà niệm là như nhận được một trong ba tướng hiện tại đó. Còn chánh định có nghĩa là an trú tâm ở trong một trong ba tướng đó. Chánh kiến có nghĩa là thấy được một trong ba tướng đó. Chánh tư duy là suy ngẫm về một trong ba tướng, để hiểu một trong ba tướng ngắn hạn như vậy. Chánh tinh tấn có nghĩa là cố gắng để tìm cho thấy được một trong ba tướng, cái nỗ lực để mà làm cho ba tướng nó ra hiện rõ. Cho nên khi mà chúng ta phân biệt được chữ niệm và chữ chánh niệm, niệm đó là ghi nhận hay là ghi nhớ một cách đặc biệt để mang theo. Và có một sự so sánh trong hiện tại và cái ghi nhớ trong quá khứ. Cứ là nói biết bao nhiêu như là mà quý vị không có lưu ý. Còn là một chữ A trước quý vị viết, còn chữ A sau quý vị viết, chắc chắn quý vị là nó không giống nhau. Mặc vô lập vô vẫn là chữ A, cũng bàn tay đó, cũng cây viết đó, cũng những động tác đó, nhưng mà hai cái chữ A nó khác nhau. Mà niệm ghi nhớ được cái chữ A trước và chữ A sau nó khác nhau như nào đó, không ghi nhớ nó nhận biết rõ được cho đó mới gọi là niệm. Cũng vậy trong thể nghiệp, nếu như không có cái sự chú ý cẩn thận này thì những việc thiện chúng ta làm nó chỉ là làm mà nó không có mang một cái
tác dụng lớn. Bởi sao? Bởi sao? Bởi vì chúng ta chỉ biết làm việc thiện mà chúng ta không chú ý tới việc thiện này. À, chúng ta không ghi nhận được cái việc thiện này. Hay là chúng ta không ghi nhớ được cái việc thiện này. Còn là sự cúng dường. À, một người Phật tử đến cúng dường một cái vị Địa Phương A hay là vị Sa Môn A. Ngày hôm trước tới cúng dường cũng vị đó, cũng hành động đó. Nhưng ngày hôm sau ta tới cúng dường cái vị đó, cũng vị đó, hành động đó. Nhưng mà nếu như có một sự chú ý, nếu mà ghi nhớ, ghi nhận đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái vị siêu hôm qua và cái vị siêu hôm nay khác rồi. Vị siêu hôm qua có thể là tươi tỉnh. À, nhưng mà vị siêu hôm nay cũng vị siêu đó, nhưng có vẻ hèo nghèo, mệt mỏi. Ở cái hành động mình hôm qua mình cúng dường, cũng bàn tay dâng lên vậy, cũng cắt cắt ba xá như vậy, mô thức là giống như vậy, nhưng mà nó lại khác rồi. Nó khác thứ nhất cái chỗ đứng, thứ hai nó khác ở cái cách thức chấp bạch. Đấy là nói về thức bên ngoài. Còn cái thứ ba nữa là nó khác với cái tâm của chúng ta. À, tâm hôm qua có thể là vui, tâm hôm nay có thể là không được vui. Dĩ nhiên cũng không có bực bội gì lắm, nhưng mà nó bình thường. À, chẳng hạn như vậy. À, chính những cái việc thiện chúng ta mà nhờ cái chú ý thận trọng này nè, chú ý để mà phân tích ra vậy, nó sẽ làm tăng trưởng thêm. Ngay cả những cái lễ vật mà chúng ta cười nhau hàng ngày, chúng ta chú ý. À, để xem nó có thay đổi hay không. Chứ không phải, chúng ta thấy dụ, chúng ta thấy dụ, nhân vật Phật tử đi vào cửa hàng thấy những cái trái cây tốt đẹp, những người Phật tử đó mua những loại trái cây rồi, với một tâm lý là ngày mai của mình sẽ đem đến chùa để mình cúng dường cho một cái vị sư thân mến hoặc bằng cái vị thầy tốt đẹp của mình. Mọi người nó để ở trong tủ lạnh này, sáng sau lấy ra rồi cũng mang lên đó, cũng là việc thiện. Nhưng mà nếu mà khéo léo cái loại này chú ý sao thấy là cái trái cây hôm qua và cái trái cây hôm nay để tủ lạnh nó có cái gì khác nhau. Hoặc giả nếu không để tủ lạnh đó, thì trái cây hôm qua mang về mình để chỗ nào đó, rồi hôm nay mình mang lại, nếu mà chú ý cẩn thận thì coi chừng cái đó, loại trái cây đó nó bị úng, bị thối rồi, hay là bị dập, bị gì đó, cho nên gạt bỏ đi những cái dập hay là thay đổi một loại khác thì cái phước mình nó lại trọn vẹn hơn. Còn nếu mình mang cái đó mình đây cũng được, thì cũng được, nhưng mà rõ ràng là những cái vật thiếu mà nó không được là hoàn hảo. Nếu mà nghe giải rằng một cái sự bố thí như hèo vậy, nó có ba điều. Một là cái tâm thí, hai cái đối tượng thí, ba là cái vật thí. Cái tâm thí tốt đẹp, cái đối tượng thí tốt đẹp thì vật thí nó sẽ tùy theo cái loại vật thí đó như thế nào. Nếu mà cái giả là ai thí vật đẹp thì hằng được vật đẹp, ai thí chỗ quý trọng hằng như nó chỗ quý trọng. Như vậy cho chúng ta thấy, nếu mà chú ý thì chúng ta sẽ làm cho nó hoàn mãn hơn, cho nên cái phước rồi bố thí nó tăng trưởng. Và bây giờ chúng ta nói một cái mức độ khác. Bây giờ nói rõ này trì giới. Hôm qua hai năm phút trước mình xin thọ giới, năm giới, tám giới hoặc là mười giới, và năm phút sau nếu mà nhìn lại xem á thì dường như là nó không có vi phạm gì cả.
Nhưng mà khéo léo quán xét thì chúng ta sẽ thấy nó bị vi phạm. Nếu mình cứ niệm nó quá, so sánh lời trên với 5 phút trước và với 5 phút sau, thì sẽ thấy nó có một cái gì khác biệt nằm ở trong đó. Cùng là không sát sanh hết, nhưng mà 5 phút trước cái tâm chúng ta nó không có ý giết người chúng sanh khác, nó không có rơi vào tham sân. Nhưng mà 5 phút sau có đôi khi nó rơi vào tham sân, nhưng mà nó chưa thực hiện qua hành động mà thôi. Chú ý như vậy. Nếu nó làm tăng trưởng vậy, hoặc giả là cái sự phục vụ hôm nay cũng quét chánh diện như vậy, hôm nay cũng quét kim thân Phật, cái lao bộ kim thân Phật cũng phải. Nhưng mà nếu mà có chú ý á, thì hôm nay mình lao bụi á, thì sẽ thấy rằng cái bụi ở cánh tay nhiều. Mà ngày mai mình lao bụi, nếu mà khéo léo chú ý nữa đó, thì sẽ thấy là cái bụi cánh tay nó giảm thiểu, nhưng bụi dưới chân nó nhiều. Nên là như vậy. Mà sẽ suy ngẫm là tại sao mà cái bụi ở dưới chân nó nhiều mà ở bụi cái tay nó lại ít. Hôm qua cái bụi cái tay nó nhiều mà bữa nay cái chân nó nhiều. Rồi mình suy ngẫm để mình tìm ra cái nguyên nhân của nó. Từ đó mình mới thấy được cái nhân nào mà dần dần cái mình có một thói quen này. Mà xin lỗi vậy là cái người mà cái niệm mạnh á, lưu chú ý á, thì khi nói hôm nay như thế nào ngày mai mà nó cũng nhớ lại được, rồi một tháng sau vẫn nhớ được. Đó là cái niệm mạnh. Còn nếu như á, mà không nhớ được thì được gọi là bị thất niệm, mất niệm. Mà cái nguyên nhân mất niệm ở đâu ra? Để nó lại tìm thấy đó. Ở xin ra một du sĩ có tên là Sangharawa đi tới Bạch Thoại Thứ Tự. Ở vị này đang là người tông coi xây dựng cái kinh hành vương xá cho kiên cố. Và như này là một bài âm môn rất là thông thuộc những tạm đại đà. Khi mà đi tới đó, thì hỏi Đức Tôn, mà Đức Tôn tại sao có những cái năm ta, tức là cái chú thuật ngày xưa ông thuộc lòng mà bây giờ lại quên đi, còn nói về những cái chú thuật mà chưa học thuộc lòng thì sẽ không bao giờ nhớ. Nếu tôi nói dạy rằng này bà La Môn, sẽ dĩ những cái chú thuật mà trước đây học thuộc lòng mà giờ bị quên, ấp tham sân quá nhiều. Tham sân, một khi mà có tham sân quá nhiều thì những loại chú thuật đã học mà bị quên, những cái loại chú thuật mà học mà nửa nhớ nửa quên đó, thì càng mà quên rồi. Thì nguyên nhân đó được gọi là do cái tham sân. Mà cái trường hợp mà chúng ta quên á, chúng ta gọi là thất niệm. Mà thất niệm nó đồng nghĩa với chữ phóng dật. Thất niệm là thì sẽ không bao giờ người chú ý. Thì cái điều mà hồi đó chú ý nhớ rất là lâu, mà không chú ý thì chỉ ghi nhớ thôi, thì cái đó dễ qua. Mà cái người mà chú ý rồi đó, hôm nay nói cái điều nào đó thì ngày mai họ nói lại như thế đó, hôm nay họ nói cái gì đó họ nhớ họ nói cái gì đó, thậm chí hai ngày sau ba ngày sau họ vẫn còn nhớ. Họ thậm chí nếu như là cái niệm của bậc thánh nữa thì tháng trước nói tháng sau nói vẫn y hệt như vậy. Năm trước nói năm sau nói lại mà kinh đó vẫn y hệt như vậy. Đó là cái niệm của bậc thánh. Còn niệm của chúng ta là niệm thông thường nha.
Ở chúng ta bây giờ đó là chúng ta có thấy là tại sao vậy? Tại sao mà chúng ta nói cái điều này? Xin thưa, bây giờ chúng ta là cái niệm chúng ta uống lắm, chúng ta không chịu chú ý. Ngày xưa các cụ nhà ta đó, 50 năm về trước hay 40 năm về trước, khi các cụ tung lên câu đối, xuống lên câu đối, và cái người nào mà đối trở lại câu đó đó, các cụ ghi nhớ mức độ mà không hề quên, tại sao phải chú ý câu đó, ghi nhớ được câu đó từng từ từng chữ, không hề quên. Bởi vì vậy nó trội chăng chát với nhau những câu đó đó. Còn bây giờ mình nói xin lỗi á, câu thơ hôm trước mình mới vừa đọc lên, mấy câu thơ rồi hôm sau mình nói lên mấy câu thơ đó nó cũng đọc không có chuẩn xác, bởi chúng ta không chú ý không ghi nhận được những từ đó là chế định ở trong những câu nói của chúng ta. Thầy nói gì tới ghi nhận những cái mức độ tâm tướng nữa. Ở trường hợp này được gọi là thất niệm. Thất niệm có nghĩa là tầm nghĩa với phóng vật. Mà một khi phóng vật sinh khởi lên thì nó do tham sân, nó có tham, có sân. Như Đức Phật này dạy Bà La Môn Sân Gà Đa Hoài. Mà khi mà chúng ta không có tham sân thì cái đó nó lỡ lơn lơn, nó vững vàng. Nếu vậy thì từ thất niệm là chúng ta đã nắm bắt được đó là cái vấn đề mà do cái tham sân chi phối. Như vậy thì khi mà chúng ta chú ý như vậy á, tạm thời chúng ta đẩy lùi tham sân. Cho nên nó rất đặc biệt. Mặc dù khi mà có chú ý để mà mình ghi nhớ để mang theo nhá, thì ngay trong lúc đó mình đẩy lùi tham sân. Nếu mà bây giờ chúng ta bước qua một cái ý nghĩa khác của thất niệm, của tà niệm. Tà niệm là gì? Là hiểu sai về niệm, hiểu sai cách ghi nhận. Mà hiểu sai là chúng ta ghi nhận đó, là khi ghi nhận cái sai mà cho là đúng thì cái đó gọi là tà niệm. Chúng ta ví dụ cho quý vị nha. Ở trong bài kinh tế niệm, mà chuyện này là khởi lên là sẵn đây là chúng tôi cũng trình bày luôn như quý vị. Trong bài kinh tứ niệm xứ có cái pháp môn mà Đức Phật ngài dạy là niệm thọ. Khi thọ lạc biết rõ thọ lạc, khi thọ ưu biết rõ thọ ưu, hay là thọ khổ biết rõ thọ, khi thọ xả biết rõ là thọ xả. Và những thiền sinh thực hành về pháp môn niệm thọ, nó phát sinh một câu hỏi như vậy: khi thọ hỷ ghi nhận thọ hỷ, khi thọ xả ghi nhận thọ xả, khi thọ ưu ghi nhận thọ ưu. Vậy thì nó phát sinh câu hỏi là trong khi, xin lỗi quý vị nha, chúng ta phải đúng là cũng không muốn nói vấn đề này, nhưng mà mình nói để cho không khéo là chúng ta không lọt hết được ý nghĩa cái chữ tà niệm, tức là niệm sai mà cho là đúng. Thì có một câu hỏi là trong khi mà một người nam quan hệ người nữ đó, mà họ biết như vậy là thiện hay không? Một số lý giải là cho là thiện, còn riêng cái người mà thực hành thiền định thì cho là bất thiện. Tại sao? Thứ nhất, cái chuyện này khởi lên là chúng ta đứng về phe này gần của là nhóm thứ hai, tức là khẳng định đó là cái bất thiện mà cho nó là thiện thì đó thuộc về cái người quan niệm đó thuộc về ba niệm, niệm sai. Niệm thứ nhất nó dẫn chứng bằng kinh điển, điểm thứ hai dẫn chứng bằng ví dụ. Thứ nhất á, là chúng ta hỏi cái vị mà tôi nói là khi mà một người nam với một người nữ á, mà như thế đó đó, mà
biết rằng là biết rằng là vui là vui là vui chẳng hạn vậy. À, thì đó là thiện. Chúng ta hỏi vậy chứ có khi nào chứng đắc đạo quả hay là thiền định ở trong giây phút đó không? Nếu không có thì không phải là thiện, là một. Mà cái thiện khi mà phát triển được lên thì nó có thể chứng đắc được thiền định hay đạo quả là điểm nhất. Cái điểm thứ hai là Đức Phật ngài nói ở đây Tỳ Khưu A-rức-tha ở trong bài kinh Xà Dầu, khi Tỳ Khưu A-rức-tha tuyên bố rằng theo ta hiểu thì sự thỏa hưởng dục lạc không làm ảnh hưởng đến đạo quả, bởi vì vị Tỳ Khưu A-rức-tha này nghe Đức Thế Tôn ngài tuyên bố là những cư sĩ này chứng quả dự lâu, chứng quả nhất lai, mà những cư sĩ đó lại có đời sống gia đình đại khái như bà Visakha, đại khái như là do mình sẽ nhờ. Cho nên từ đó một cái quan kiến sai lầm khởi lên, đáng ghét sai lầm khởi lên. Ông cho rằng á, với cái gì mà chứng quả dự lưu hay là chứng quả bất lai mà còn có đời sống gia đình thì như vậy sự thọ hưởng dục lạc nó không ảnh hưởng tới đạo quả. Thì chứ được không mới nói là này hiện giả rất thá con của người nuôi chim ưng à, chớ có phỉ bán tôn như vậy. Nếu cho ngài đó là chứng ngại cho đạo quả và đem trình bày Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài mới dạy cái bài kinh là ví dụ như cái bài kinh Xà Dầu. Nó chẳng qua là một cái áo để nén lên cho một cái gì đó nó không phải là thiệt, nó chỉ là một cái áo của thiệt. Như thế nào cũng vậy, người ta mặc cái áo đẹp và nén lên một cái thân người, mà thân người đó không phải là một cái con người sống, mà nó là cái pho tượng. Cái áo là khác, cái con người không phải là con người sống, tức là pho tượng, phải là khác. Niệm là ghi nhận để biết, nhưng mà biết không hẳn chỉ là niệm. Chúng ta đưa một cái ví dụ, ở trên bàn nó có một cái bình trà, tôi nhận biết cái bình trà, vị A cũng có thể nhận biết bình trà, vị C cũng có thể nhận biết cái bình trà. Nhưng cái nào vậy thì thọ với là cảnh, niệm thì nhận biết cái thọ đó để ghi nhận, nhưng mà những cái tâm sở khác có hợp vào nó cũng biết cái thọ đó, chứ không phải không biết. Bởi vì tâm sở ở và tâm nó có bốn sự đồng sinh đồng diệt, đồng biết một cảnh và đồng ngưng một vật. Cái định nghĩa đó ngay cái bài đầu chúng ta đã học thì không nên nói cái trường hợp đó đó là thiện được. Giờ chúng ta điển hình hơn cái nữa, cái một người mà cắt vỏ con gà đó mà nói là cắt à cắt à cắt à cắt à, ghi nhận là đang cắt cổ con gà, cắt cổ con gà. Mà ghi nhận gì đó đó mà bảo làm thiện, thiện vì vai sao sát sanh, bởi vì phạm giới thì không bao giờ là thiện được. Mà đã thiện thì không bao giờ phạm giới, cũng như chúng ta là như vậy. Hoặc giả là cái người mà trộm cắp của người khác, lấy của người khác, vừa lấy rồi không biết lấy ghi nhận biết lấy bảo rằng là tôi lấy mấy vật này nhớ với tâm thiện thì nó vô cùng, ủi vô cùng. Mà tâm thiện thì không có lấy đồ của người ta, không có trộm cắp, mà nó trộm cắp rồi ta mất thiện. Để dẫn chứng rằng là cái sự mà biết hay là ghi nhận đó, đó. Niệm là biết và ghi nhận hay ghi nhớ, nhưng mà không phải là ghi nhớ biết, nó chỉ là niệm, mà có những cái tâm sở khác cũng có, tham cũng biết, nhưng ghi nhận
sân nó cũng biết nó như vậy. Đang giận dỗi lên thấy một người nào đó giận lên, ghi nhận kẻ này kẻ thù của ta, biết rõ kẻ thù của ta, cũng ghi nhận được. Mâm ham sân khởi cũng ghi nhận được cái món hàng này nó có giá trị cao hơn món vàng kia. Cái món bạc này nó không có giá trị bằng món vàng, món vàng này nó không có cái giá trị bằng cái viên kim cương. Nó cũng ghi nhớ ghi nhận mà nó là mâm ham. Mà cho nên trường hợp đó chúng tôi gọi là máng cáo niệm vào trong một cái bất thiện, bạn đang lẫn thì cái trường hợp này gọi là tà niệm. Mà tà niệm đó thì ở góc độ nào đó gọi là tà kiến. Tà kiến nó vừa tham sân cũng có, mà nó vừa là tà kiến cũng có. Bởi vì Phật đúng và sai cũng giống như A Đức Khá, họ cho là ôi mặt một tư quan kiến nó sai lầm như vậy mà không bao giờ buông bỏ thì nó là một cái tà kiến. Cho nên cái tà niệm này đồng nghĩa nó nhiều cái gì, nó không có chiêu pháp một cách cố định, nhưng mà nó có thể là tham cũng có. Nhớ cái đồ vật của ai đó, ghi nhớ cái đồ, nhận biết cái đồ vật của ai đó để đồng niệm tới rừng mò để lấy. Nên cái ghi nhận đó, cái biết đó nó thuộc về tham. Nó là không về tà niệm. Còn ghi nhận để biết nó thuộc về tà niệm, mà thuộc về sân, là chú ý ghi nhận cái kẻ thù chúng ta đi trên con đường đó vào giờ nào. Mà mới là đặt sẵn những cạm bẫy để sát hại kẻ thù, đặt và ghi nhận con thú nào nó đi trên con đường đó theo một quy luật nào đó để đặt bẫy, để cho những con bẫy đó nó rớt xuống để sát hại những con vật đó. Cũng giống như chúng ta thực chú ý một cái câu chuyện là lã thợ săn mà mặc yêu vàng của Đức Phật Độc Giác á, chú ý cái con voi đi sau cùng để mà phóng lao vô chỗ nhược để đâm chết. Sự chú ý đó đó, ghi nhận cái chỗ nhược của con voi để mà phóng mong lao vào cái chỗ tử huyệt của con voi để con voi còn nó chết đó. Sự ghi nhận đó, sự chú ý đó đó, nó thuộc về tà niệm. Lấy gì do sân thì bởi vì sát hại một sinh vật khác mình nhớ sợ. Còn niệm ở đây mà ghi nhận một cách đúng đắn khéo léo thì nó là thiện pháp, còn nếu không thì rơi vào cái tạp niệm. Mà tạp niệm nó có thể là tạp kiến, có thể là tâm, có thể là sân. Cho nên trong sự chú ý của chúng ta, trong cái thực tập thiền định của chúng ta, hoặc là trong những lúc làm việc phước của chúng ta, thế là chú ý và loại trừ đi những cái cách niệm là một, hoặc là những cái tạp niệm là hai. Ví dụ như một cái người mà vào trong cái chánh điện cho thấy trên chánh điện đó có như là một tự cúng dường những bông hoa, chúng ta nói chuyện bông hoa không phải cho nói cây trái cho nói trái cây thấy người phật tử này nói cái này là của phật tử cúng dường vì mình cũng là phật tử, mình có thể lấy cái bông hoa này để mà đem về cúng phật nhà mình, nó không có tội lỗi, cái đó nó thuộc về cái tà niệm. Mình lấy cái trái cây thôi thì trái cây trên bàn phật, bông hoa trên bàn phật không đụng tới. Rồi bây giờ cái bông hoa trong chợ, bông hoa trong chợ nè, và những cái trái cây trong chợ, nghĩa là chợ có chung mà tới hái lấy một cành bông hoa, hái một hai trái cây đó, nó không là gì hết, nó không có phạm tội, cái đó thuộc về tài niệm. Chú ý cái trái cây nào mà nó chín có thể ăn được, hái thấy chú ý tới cành bông nào nó xinh đẹp có thể ngắt lấy. Thì xin lỗi vậy, nó là trộm cắp đủ chi.
chi bằng hết. Nhớ cái chỗ chỗ cây trái này của chùa, biết cây trái của chùa, cố đi lấy ra sức lấy và đặt để sạch. Thì cái quả nhẹ nhất của cái người mà lấy hái bông hoa đó, à, hay là hái những cái cây đó, nhẹ nhất là gì? Là ngạ quỷ, nếu mà đợi nhẹ nhất. Thì tốt nhất cái người này mà có một cái niệm đó, một cái niệm khéo léo á, à, cái này mình cần lấy, à, mình cần hái cái này vậy, đó vô xin vị sư hay là gì vị trụ trì đó, không ai mà không cho hết. À, không ai mà không cho hết. Ở sư sư cho con xin cành bông như thế, không sư à, lấy đi. Ở sư sư cho con xin hái cái ổi như thế, à, lấy đi, không ai mà không cho cả. À, nhưng mà có tiếng nói vậy hả, à, thì nó làm tăng trưởng, à, chú ý được như vậy là tăng trưởng. Còn nếu nghe lời tầm tập mẹ, đủ năm chi, mà bán nghe nít, mà sẽ làm ở đó. Chúng ta nói cho quý vị nắm mắt này chứ không phải là tiếc lẻ gì một hai cái bông hoa ở bên chùa đâu, à, không phải tiếc lẻ một hai cái tay đâu, không có, à, của Phật tử. Chúng ta còn nói rằng á, của chùa có chung, cái gì cũng của chùa hết, nhưng mà muốn gì cũng hỏi ông tự tế, thế thôi, à, hỏi ông tự chắc không giờ cũng cho, không để chị. Nếu mà vậy đó mình tan nắng né tránh những cái quả xấu mà nó không gặp tốt mà. Nếu có mùa Tết nó cái hàng Phật tử chúng ta không phải Phật tử vậy, đi vào chùa một hái bông qua gọi là kiếm lọc lọc đâu, chúng ta chưa thấy mà cũng thấy rõ ràng là à, là trước mắt coi cành cái bông hoa trong chùa bị tan tác hết rồi một, à, tan tác thì cũng lên lại không sao, nhưng mà cái có sao hay không đó, à, là những cái người thân đó lấy vô chùa cách cảm thấy vậy đó là rất là phi, rất là bất ổn, à, mà nghĩ như vậy đó là tà niệm, à, chú ý niệm nó sai lầm, chú ý như vậy là sai lầm, à, nó không đúng. Mình sinh thì chẳng ai không, không cho đâu, để cho cái sinh này còn tốt đẹp nha. Và cũng bao giờ phân tích quý vị những đời niệm, chánh niệm, thất niệm, và chúng ta nghĩ rằng thời gian đây cũng vừa phải lẹ và phải báo sanh lên, xin chúng giờ anh chị tâm đức tăng xin chia rìa nên toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. À, mong quý vị hôm qua thoải mái để đạt sự an lành cho mình, nhất là luôn luôn chú ý, đặc biệt là chú ý đúng nghĩa của chữ sát tí, à, chú ý và mang theo chú ý để so sánh phân tích, à, và thoát khỏi cái thất niệm, thoát khỏi cái tà niệm, à, để được sự an lành, à, đồng được nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạy, Nam mô Thầy Dạy, Nam mô Thầy Dạy, chúng tôi đã bước lên đạo tràng. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thay mặt cho toàn thể đạo tràng, con thành kính tri ân thời pháp thoại của Thượng tọa Chánh Minh với bài giảng về vi diệu pháp tâm sở hữu niệm, và giờ này tọa pháp thoại đã vừa được viên mãn. Con kính cung thỉnh Thượng tọa nghỉ ngơi trong chốc lát. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con không biết là Thượng tọa đã nghỉ ngơi uống nước chưa, con xin được phép đọc câu hỏi đầu tiên ạ. À, được hỏi câu hỏi đầu tiên là cái thắc mắc của con. À, như sư giảng ban nãy là khi mà cái một cái hành động mà mình biết rằng nó là bất thiện mà mình vẫn tập trung chú ý chánh niệm trên cái hành động đó và mình biết đó là cái hành động bất thiện thì nó cũng không có kết quả. À, nhưng mà theo con nghĩ thì dạ không, con có người có một cái suy nghĩ như vậy. À, con không biết là cái suy nghĩ của vị đó đúng hay sai. Có nghĩa là khi vị ấy cho rằng ví dụ như một người tu sĩ mà nếu không biết những cái hành động của thế gian như thế nào, ví dụ như mua bán, làm ăn buôn bán như thế nào thì họ không thể độ những người đó được, hay là những thức họ học hành
cái trình độ kiến thức của họ như thế nào. Thì nếu như mà người tu sĩ không có đủ cái trình độ kiến thức như cái người thế gian đó, thì người tu sĩ cũng khó mà độ được những người đó. Con hỏi như vậy thì có một số cái hành động của một người tu sĩ hoặc là bất kỳ một người nào muốn hóa độ người khác, có phải họ cần trải qua, họ cần phải kinh nghiệm những gì mà người khác đã kinh nghiệm, những gì mà người khác đã biết, thì người một vị tu sĩ ấy mới có thể hóa độ được người khác một cách dễ dàng hơn. Mô Phật, đây là cái thắc mắc của con. Con kính thỉnh Thần Tọa Hoan Hỷ chỉ dạy cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ở trong cái đời sống của chúng ta, một cái người tu sĩ thì chúng ta phải lưu ý vấn đề vậy. Thứ nhất là cái kinh nghiệm mà của mình trải qua ở trong cái tu tập là một. Thứ hai, mình có thể du nhập những kinh nghiệm của người khác để làm giàu kiến thức của mình. Tuy nhiên, cái người tu sĩ mà đối với cái hàng Phật tử có những cái bức xúc hoặc là những cái câu hỏi hoặc là những cái điều nghi vấn, thì người tu sĩ đối với người Phật tử cũng tựa như là một vị bác sĩ phẫu thuật, mà như là Phật tử như là một con bệnh cần phẫu thuật. Những cái điều quan trọng á, cái phẫu thuật nó đúng hay không đúng là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là có quá đại không, nó đúng nhưng mà có quá đại hay không, đó là điểm thứ hai. Cho nên trong cái đời sống của tu sĩ, những cái hành động của mình và những cái lời nói thì nếu như có kinh nghiệm về cái xử lý đó, xin thưa là cái xử lý của mỗi người trong mỗi hoàn cảnh nó khác nhau, nó không giống nhau, cái mô thức nó giống nhau nhưng mà cái hoàn cảnh xử lý nó khác nhau. Không biết được một cái người cũng bị chướng ngại, người chướng ngại ví dụ như chướng ngại về tu tập hay là chướng ngại về cái đời sống tu hành, đại khái là một cái người cũng bị gia đình bắt về, một người A cũng bị gia đình bắt về không cho tu, một người B cũng bị gia đình bắt về không cho tu, cái mô thức giống nhau vậy nhưng mà cái khía cạnh sai biệt nó khác nhau. Cái người A đó bị gia đình bắt về, rất là vợ con bắt về. Còn người B cũng bị gia đình bắt về nhưng mà lại là thân bằng đến thù bắt về, hay là cha mẹ bắt về, hai nó khác nhau. Ở cho nên không phải dùng một cái mô thức nha để mà giải quyết được, mà chúng ta phải tùy cái hoàn cảnh, tùy cái điều kiện của người đó mà chúng ta giúp đỡ ý kiến. Mà tốt nhất mới mà mặc dù kinh nghiệm của mình mình phải vượt qua được cái đó, nhưng mà người khác là không thể vượt qua thì không nên bắt buộc người ta phải giống như mình. Nhưng mà nhiều khi mình có thể bỏ đi người ta khác, nhưng mà giờ có người khác á, ví dụ bây giờ một cái người mà bị gia đình bắt về, nhưng mà nó bỏ cái tự viện này sang qua tự viện khác, hoặc là có một cái âm thất màu riêng, là nó về ông đó, coi giang hồ khỏi biết cái này thì ổn định rồi. Nhưng mà có một cái trường hợp khác, hai cái người này không thể được như vậy, không có chỗ nào để nghiên cứu thì sao đây? Những cái người mà bỏ đi chỗ khác đó, đến chỗ nghiên cứu á, nó mới đem kinh nghiệm mình ra đấy, rồi bỏ cái chỗ này chỗ khác đâu vậy? Thì người đó có thể kinh nghiệm người đó được, nhưng mà cái kinh nghiệm của cái kinh nghiệm nó không ai áp dụng cho cái người mà không thể về một chút xíu mới. Cho nên tốt nhất là chúng ta nói thêm điểm và để người đó tự quyết định thôi.
Dĩ nhiên trong cái vấn đề mà học hỏi thì chúng ta cũng hay cần hỏi cái gì. Nhưng mỗi cái trường hợp như vậy á, thì do cái độ tâm người này có mạnh hay không mạnh, chứ không phải cái vị thuốc nào cũng từ được trị được cái chứng bệnh đó. Cho nên xin góp ý với sư cô là kinh nghiệm chúng ta là một phần, học hỏi kinh nghiệm là một phần, nhưng mà chúng ta khéo léo uyển chuyển, và cách tốt nhất là mình đưa những cái kinh điển mà đã có ghi nhận để giúp ý cho người ta, chứ không phải phán quyết phải như vậy phải như vậy, để người ta tự chọn lại. Bởi vì mỗi người nó có hoàn cảnh riêng, mỗi người Phật tử mà đến thuộc chiếu vậy không nói hết đâu, họ cũng còn những ẩn ý, họ che giấu những cái gì mà họ không muốn nói ra. Chứ không phải họ nói giống như mình hiểu chính bản thân mình mình. Cho nên chúng ta cũng là cái léo đó là cái sự góp ý của tôi đối với sư con chú tiểu vậy. Nam mô Bồ Tát Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư với sự dạy đã thắc mắc của con. Nhưng mà cái ý của con thì không phải là như vậy. Cái ý của con là ví dụ như cũng có một người Phật tử họ đến kể lễ với mình vì trục trặc của họ trong việc mua bán, hay là trong cuộc sống gia đình, hoặc là trong việc tình cảm. Thì ví dụ như mình không có biết thực sự, ví dụ như họ than thở của mình thì mình không có biết cái việc làm ăn buôn bán nó đau khổ như thế nào, hoặc là đời sống gia đình nó đau khổ như thế nào, hoặc là cái việc thất tình nó đau khổ như thế nào, mình sẽ không có biết đường để mà mình giải đáp cái thắc mắc cho họ. Rồi cũng có nhiều người suy nghĩ rằng mình cần phải trải qua cái việc đó. Ví dụ như mình thử làm ăn buôn bán để mình thất bại, hay là mình trải qua những cái việc mà đau khổ đó thì mình mới hiểu sâu xa cái nỗi đau khổ của người ta chẳng hạn. Thì con không biết cái hành động như vậy có đúng hay chứ con không phải cái ý con hỏi. Cái ý con hỏi là như vậy, mình có cần phải trải qua những cái sự đau khổ của người ta, mình cần phải trải qua những sự đau khổ của người khác để hiểu sâu sắc về cái nỗi đau khổ đó, để mình giải đáp kỹ hơn cho người ta được không? Con không biết cái suy nghĩ đó là đúng hay sai à. Con kính thỉnh sư hoan hỷ trả lời cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe theo quan điểm của chúng tôi thì không cần phải tìm hiểu cái đó đâu. Ví dụ như sư cô mà muốn tìm hiểu cái nỗi đau khổ của người buôn bán phải nói dối làm sao, không lẽ ra buôn bán để có kinh nghiệm của người buôn bán, không lẽ là giờ phải có cái nỗi đau khổ của người nghiện rượu như thế nào đó, thì là phải đi uống rượu để cho lúc mà thèm rượu nghiện rượu là không biết nghe hàng vậy. Mà chúng ta sẽ quy nó vào một cái mô thức chung. Chúng ta đừng có nghĩ là đi tìm cái khổ, vì bản thân chúng ta đã khổ rồi, còn đi tìm cái khổ bên ngoài nữa, đó là một cái điều nó không đúng. Mà chúng ta giải quyết cái khổ thế bằng cách nào mình cảm thông được cái khổ của người khác. Nhưng đừng có là muốn nếm cái gì khổ của người khác. Cảm thông là một lẽ, chứ đừng bao giờ muốn thực chứng cái khổ của người khác để chứng tỏ là mình cảm thông nhiều hơn, không cần thiết đó. Mà cái đó là một quan niệm sai đó, theo chúng tôi là như vậy. Sư cô có thể cho cái đó là ý kiến riêng đi cũng được, nhưng mà nếu mà ngẫm nghĩ lại đó, thì sư cô nên giúp cho cái người đó bằng cách nào? Bằng cách là tìm ra cái nguyên nhân nào để khiến người đó khổ. Mà giải quyết được cái nguyên nhân đó mà, thì cái sự khổ sẽ chấm dứt. Ví dụ như mà đấy, có một cái vị sư ở thành phố thì hiểm thời tiết cho nên cái ngứa ngáy nó nổi bề đai,
Mà về về tới chùa chúng tôi á thì nhờ gió biển á thì cái nó lặn hết ngày đai và rất là thoải mái. Bởi vì công việc Phật sự á, cho nên bị đó cũng phải đi thuyết giảng. Mãi về Sài Gòn á, hay về thành phố là bị diễn. Thì khi mà nói ra vậy, chúng ta mới giờ là đại đức ta tìm cái nguyên nhân nào mà khiến về, thứ nhất là trong máu huyết mình nó có bị những cái dị ứng gì hay không. Rồi mình đi xét nghiệm thử xem. Chứ bảo rằng tôi thông cảm được với cái gì đó là làm thế nào cho thân lúc nào về thành phố cũng bị nổi mề đai dị ứng để mà thông cảm cái nỗi khổ của người đó thì xin thưa là tôi buồn cười. Và tôi cũng không muốn làm chuyện đó nữa. Rồi mà biện pháp mà coi à, coi như là mình đi xét nghiệm coi cái máu mình nó có bị những cái dị ứng gì đó với cái thời tiết đó hay không. Là trị được cái nguyên nhân đó thì sẽ hết. Và xin thưa rằng cái vị ấy sau khi nghe vậy về đi xét nghiệm và vị ấy uống 5 viên thuốc, mỗi viên trị giá là 10 đô rồi đắt à. Uống xong á thì nó lặn hết à, nó lặn hết. Vì đó sống được không biết nửa tháng được ăn vui không có bị gì ứng nữa. Nó là cái nguyên nhân. Cho nên chúng ta có biết là đối với cái trường hợp mà những người Phật tử mà tới than vãn, ví dụ như một số Phật tử than vãn nói giờ giờ chồng con bỏ đi là sao không về chẳng hạn vậy, hay là con nó hư quá kìa. Trước tiên mình tìm cái nguyên nhân mà giúp cho người ta giải quyết nguyên nhân. Mà nếu mà mình thấy được cái nguyên nhân là nó đó thì sẽ dễ dàng chỉ cho người ta cho nó một cách tốt đẹp và nó sẽ có một cái hiệu quả chứ không phải không. Nhớ là lúc mà ngày già bảo như vậy chúng ta mới từ cái nhân chứ không phải từ cái quả. Cái khổ đó là cái quả, mà tìm được cái khổ của cái nhân đó à, cái nhân của cái khổ đó mà diệt trừ cái nhân đó, đó là cái biện pháp tốt nhất. Chứ không phải là mình đi tìm cái khổ giống người ta để mà thông cảm thì chuyện đó. Bây giờ như thông cảm như cái người bệnh AIDS chẳng hạn nha, hay bệnh SIDA, giờ mình phải làm sao cho mình bệnh SIDA để mình có thông cảm được cái nỗi khổ đó. Cái chuyện đó chúng ta thấy nó vô lý mà nên chúng ta không muốn làm. Cho nên sư cô góp ý sư cô rằng là chúng ta tìm cái nguyên nhân hay giúp cho người ta được cái giải trừ cái nguyên nhân mà phát sinh cái khổ đó, thì mà khi nguyên nhân nó bị chấm dứt thì cái kia nó cũng sẽ chấm dứt chứ không cần phải hạ. À đúng rồi, cho nên ý chúng ta là như vậy nên xin ra gửi nhắc lại cho đạo tràng mong sư cô và hãy. Dạ nam mô Bố Thầy Giá, con kính tri ân sư với câu trả lời vừa rồi. Dạ con hiểu rồi ạ, con xin được phép đọc câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi của tưởng sinh tử diệt. Chúng ta nói là khi mà tâm tham muốn lấy đồ vật của người khác, mình dẫn tâm tham, lúc đó hai trường hợp sẽ ra, một là không lấy, hai là tâm tham mạnh quá nên cuối cùng lấy vật người khác. Vậy sự ghi nhận đó là thiện hay bất thiện? Xin thưa, khi ghi nhận là tâm tham mà đinh chỉ là được thì lúc đó nó là thiện. Nhưng mà nếu mà nó lấn nước đi rồi cái là thất niệm mất rồi à, niệm nó không đủ mạnh, nó không thể sinh khởi lên à. Nó nhớ rằng á, khi mà lấy vật của người khác á, đó là phạm nhân giới, mà phạm nhân giới nó phải là bất thiện, không thể sự ghi nhận đó là thiện. Bây giờ trình bày quý vị á, nó không phải là cái áo của cái niệm thôi, mà thực chất niệm không có, mà trong cái áo nó khoác lên một con vật nào đó, áo của người nó khoác lên một con vật nào đó, thì cái hình ảnh nó không phải là một con người, con vật nó không phải là con người, mặc dù áo là áo người, như thế nào cũng mặc dù nó có cái hình dạng giống ở bên ngoài, giống như là niệm nó là thiện, nhưng mà thật sự nó không phải là thiện. Nói thiện thì không có thể lấy đồ của người khác được. Mà khi mà lấy đồ người khác nó là bất thiện. Ở đây chúng ta nhầm lẫn,
cũng giống như con dao nó không phải là hung khí, nhưng ai cầm con dao đó đâm chết người khác, cái sự sự đó đó, thì con dao nó trở thành hung khí, nhưng mà thật sự nó không phải là hung khí. Bởi vì con dao nó có thể là giúp ích cho người khác một, mà giúp ích cho mình để như là sắc bờ hoặc là gì đó, nó phải là hung khí. Nó chỉ là hung khí khi mà nó làm cái việc không tốt đẹp, tức là đâm người. Như thế nào cũng vậy, mà là thiện thì nó niệm nó là thiện thì không bao giờ nó vi phạm nữa. Một khi nó vi phạm nó thì chẳng may nó chỉ cái áo mà thôi, cho nên nó không phải nó lấy đồ vật của người khác, nó là cái tâm tham thì đó là bất thiện chứ không thể là thiện. Ví dụ như bây giờ chúng tôi uống cà phê nè, ngon cái ghi nhận ngon chẳng hạn vậy, rồi thỏa thích trong đó gọi là thiện, không được. Mỗi một ngày dạy á, khi mà dùng cái vật thực gì quán tưởng của nó là gì, quán tưởng của nó là cái này nó không phải là thú hay người, nó chỉ là tứ đại. Dùng cái này không phải để như vũ nữ hay là để như võ sĩ hay là giống như là cái trẻ con để chơi giỡn, không phải. Nó là cái cách để mà quán tưởng, chứ không phải như vậy uống ngon đó là thiện, không phải. Cái đó là tà niệm, mà tham đắm vô cái vị ngon đó là sai, là không đúng, cái hạn vậy. Cho nên nếu như mà niệm mà nó thiện á, thì chấm dứt cái tham đắm trong đó, lúc đó trở thành cái dạng mà thực bất tri kỳ vị á, chỉ biết ăn thôi mà không biết ngon hay dở, nè lúc đó mới là đúng cái chữ niệm của nó. Chứ còn vậy thì chưa phải, nên cho nên chúng ta giải quyết dứt khoát vấn đề. Khi lấy đồ vật người khác, khi nói dối mà cũng biết mà nói dối, biết nói dối á, nói là nói dối, biết nói dối, biết nói dối là thiện. Thiện thì không bao giờ nói dối, mãi nói dối thì không thiện. Đấy, hãy như mà ông tử uống rượu, biết uống rượu, giờ thiện mà thiện thì làm sao vi phạm giới được. Cho nên những cái điều đó phải là thiện thì không bao giờ vi phạm giới, mà đã vi phạm giới thì chấp được nó là bất thiện. Dù là nó mặc cái áo nào không cần biết, nhưng mà bản chất của nó là như vậy, bản chất của nó vẫn là bất thiện. Bản chất là trong bài học hồi nãy chúng ta nói là cái cảnh không phải là chỉ có cái tâm sở niệm nó biết nó ghi nhận, mà những cái tâm sở khác cũng có thể biết bị ghi nhận, bởi vì chúng có bốn sự đồng với tâm. Khi một cái tâm sinh lên có nhiều cái tâm sở phối hợp, mà những cái tâm sở này có đồng chung một cái đặc tính như tâm là biết một cảnh đó, thì cái tâm sở A hay tâm sở niệm biết cảnh đó, thì tâm sở xúc cũng biết cái cảnh đó, rồi tâm sở thọ cũng biết cái cảnh đó, tâm sở tưởng cũng biết cảnh đó. Tâm biết cảnh nào thì tâm sở biết cảnh đó, mà tâm sở niệm biết cảnh đó thì tâm sở xúc thọ tưởng tư nó cũng biết cảnh đó, chứ là phải chỉ có một tâm sở niệm mà thôi. Mà thậm chí có thể là tâm sở tham cũng biết cảnh đó, hay tâm sở sân cũng biết cảnh đó, chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta y cứ vào cái đấy mà chúng ta nhận định nó là thiện hay bất thiện. Hãy thiện thì không phạm giới, mà đã bất thiện thì phải phạm giới, phạm giới đã phạm giới thì phải là bất thiện. Có thể thôi, xin giải đáp vô thắc mắc của tử sinh tử diệt như vậy. Xin ở mức lại đạo tràng nam mô. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt cho tử sinh tử diệt con kính tri ân sư. Con xin đọc câu hỏi số 2. Hàng Phật tử chúng con tu tập thế nào để niệm thiện sanh khởi?
nhiều và niệm bất thiện bớt đi. Mỗi con có một câu hỏi phụ rằng con kính hỏi sư cái câu mà phạm giới thì không phải là thiện, mà hễ phạm giới thì biết rằng mình phạm giới thì là bất thiện. Thiện thì không bao giờ phạm giới. Mà cái ý kiến đó là ở trong bài kinh nào? Mà bởi vì đôi lúc con còn phải làm bài thì con còn phải trích dẫn cái ý của kinh à. Con kính thỉnh sư Hoan Hỷ giải đáp cho câu hỏi thứ hai và cho cái ý câu hỏi của con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái ý này nằm ở trong bài kinh Upali, truyện giả Upali. Truyện giả Upali nghĩa là nằm ở trong cung bộ ba phải. Nghĩa là truyện giả Upali là đệ tử của Ni Lăng Tha Nabhabhata. Và môn phái của Ni Lăng Tha Nabhabhata chủ trương thân tội là nặng nhất. Hỏi lúc này chị chủ trương ý nghiệp là nặng nhất. Khi mà không tham không sân á, để dẫn tới cái hành động nó không như phạm lỗi, mà cái ý mà có tham sân á, để dẫn tới cái hành động phạm lỗi. Thì sẽ có thể trích dẫn cái bài kinh tâm lý ông Trung Bộ rồi. Ở cái phần này dạy à, một cái người do ý rớt ra một cái người rớt xuống biển hạn về, hay là rớt xuống nước, do cái khả năng sinh tồn người đó cử động làm những cái động tác bơi vào trong nước, là cử động là những động tác bơi vào bờ đó có gây chết một số sinh vật. Thì khi đó Đức Phật ngài hỏi trụ giáo quản lý rằng như vậy theo cái giáo thuyết của Ni Lăng Tha Nabhabhata thì phạm tội như thế nào? Thì Ni Lăng Tha Nabhabhata quản lý nói là có phạm là có lẽ. Nó phải là thiệt có ý. Nhưng mà dù cho phạm là tội nhẹ do vô ý chăng nữa thì nó cũng là phạm tội, nó phạm tội, tức là nó có là bất kỳ. Ở cho nên nó đó là một cái đoạn chúng tôi thích dẫn. Đoạn thứ hai nữa ở trong kinh Pháp Cú, thì câu trả Pháp Cú đó là ngày dạy là nghe thân an tịnh, nữ an tịnh, ý an tịnh, mật an tịnh trầm lặng. Trong kệ Pháp Cú thì thân được an tịnh, ngữ được an tịnh, mà ý cũng được an tịnh. Điều đó là câu trả kệ thứ hai. Câu kệ thứ ba chúng ta có thể dẫn chứng nữa, là một ngày dạy là không làm các điều ác, làm các điều lành. Như vậy thì cái phạm giới là những điều ác, cho dù là vô ý giết những chúng sanh khác, nó cũng thuộc về do ý nghiệp, nó cũng là ác quả, nó cũng sẽ trả quả trong tương lai. Đó là những cái câu kinh mà chúng ta có thể dẫn chứng. Xin giúp cho Sisko chúng ta vui vui hơn. Rồi, rất nhiều lắm. Chứ không phải là chỉ nhờ mấy nhờ đây đâu. Nhưng mà tạm thời chúng ta có những cái câu đó đó. Ý trầm tĩnh hoặc là thân an tịnh, ngữ an tịnh, ý an tịnh, hoặc là chúng ta có cho phép lần hai thô thúc mắt, lần hai thô thúc tai, lần hai thu thúc mũi, lần hai thu thúc tất cả các hạn như vậy. Rồi bây giờ nha, xong nha, bây giờ chúng tôi giải quyết cái câu hỏi thứ hai.
À, qua đây, đây hỏi rồi. À, làm thế nào? Làm thế nào? Mang mắt kia. Làm thế nào để tăng trưởng cái niệm thiện mà không có giảm thiểu cái niệm bất thiện? Xin thưa, ngay cả danh từ, ngay cả danh từ. Sát tí mình cũng định nghĩa đó là chú ý. À, để rồi ghi nhớ mà nè, khi mà chúng ta chú ý cái đó, chú ý lời nói của người khác, chú ý cái lời nói của mình, chú ý luôn cả cái việc làm của mình. À, lúc nào cũng chú ý được như vậy thì bây giờ là cái niệm thiện nó không đỡ mà cái niệm bất thiện nó khó giảm. À, nhưng mà cái hành động hoặc cái lời nói đó, mình chú ý thì nó phải phù hợp với vô tham vô sân. Nó đừng có để cho bị rơi vào cái tà niệm, đừng có tà niệm. À, chú ý những cái điều nào mà mang tới lợi ích. À, ví dụ một cái người nào mà chú ý mà nghe người khác mắng chửi mình, chú ý biết người khác mắng chửi mình mà không khó chịu, nó sân khởi rồi thì lúc đó phải hiểu ngay rằng bị thất niệm. À, quay trở lại, quay trở lại giải trừ, chú ý cái thất niệm đó rồi. Chú ý rằng trong từng cái thời điểm, à, chú ý những cái vật chất nào của người khác mà khởi ra muốn có những vật chất đó thì chú ý ngay trở lại ngay cái chỗ đó, ta là biết do tâm tham rồi, ngay lúc đó là phát niệm, mà chú ý ngược trở lại. Cho nên trong kinh Tứ Niệm Xứ đó, tức là ngày dạy đó, tâm có tham biết tâm có tham, nè, chú ý lại chỗ đó rồi. À, tâm có sanh biết tâm có sanh, chú ý ngay chỗ đó. Mà thường xuyên mà chúng ta làm việc gì một cách cẩn trọng mà chú ý một cách cẩn trọng thì chúng ta giải trừ rất là nhiều chuyện. Nó cũng tội tội như giống một cái người mà quan sát một cái viên kim cương, nó song song viên kim cương, à, để mà phát hiện ra viên kim cương đó nó có bọt hay không, không nó bị cái kẻ nứt hay không bị cảnh. À, thì cái trong cái lúc mà cứu viên kim cương đó, à, chứ hẳn hả là tham đâu, nhưng mà khi mà thất niệm á tham đẹp. Biết là bây giờ tưởng nó kéo về, nhưng mà chú ý cái viên kim cương nó. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thay mặt cho vị đặt câu hỏi, con thành kính tri ân sư với câu trả lời vừa rồi. Con xin được phép đọc câu hỏi tiếp theo. À, kính bạch giảng sư cho con hỏi, nếu một vị chuyên học kinh, một vị chuyên học luật, một vị chuyên học luận, thì sự giác ngộ của vị nào nhanh hơn? Vì sao vậy? À, dạ, Mô Phật, con kính thỉnh sư Hoan Hỷ giải đáp câu hỏi. Của vị đặt câu hỏi, Nam Mô Bích Tha Gia. Nè, tiếp đi. Hãy xin thưa là một vị chưa học kinh, một vị chưa học luật, và một vị chưa học luận, không có vị nào có thể giác ngộ nhanh hơn nếu gì đó không thực hành. Học không nên tới sự giác ngộ. À, và hành mới đem tới sự giác ngộ. À, xin thưa, nếu như một cái vị mà chuyên về luận, chuyên về luận, không thể nói nhanh hơn vị chuyên về kinh, cũng không thể nói nhanh hơn vị chuyên về luận, mà phải nói cái chính xác là nói như vậy, là vị đấy thực hành thì nếu như về luận trí tuệ nhạy bén hơn. À, nhưng mà nếu mà luận không á mà quên thân ngữ á, à, thì nó chứng ngại vô cùng. Chúng ta thấy rồi, chúng ta thấy rồi nha, một cái người
tôi nghĩ là cũng có tâm thiện là tốt, tâm thiện là tốt. À, ở cho nên cũng không cần quan tâm tới về thân ngữ. À, nói là tâm thiện là tốt và cái thân ngữ là tốt, tâm nguyên tắc đúng. Nhưng mà cái phương diện thực hành, cái phương diện thực hành thì sai. Yeah. Tại sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng á, Bồ Tát của chúng ta là ban cho pháp độ, bây giờ nói sự giác ngộ cũng phải y cứ vào pháp độ. Y cứ vào pháp độ đó thì trước tiên chúng ta phải có bố thí, chúng ta có trì giới, chúng ta có nhẫn nại. À, chúng ta có thiền tịnh, chúng ta có trí tuệ. Nếu nó theo tâm đức, nó theo cái sự bố thí phải gồm đủ ba chi phật. Thứ nhất là tâm thí, thứ hai là cái đối tượng thí, thứ ba là cái vật thí. Nhưng mà mình không làm thì mình có tâm thí thôi. Em cũng giống như một cái số người khác, mình cũng hưởng được. Cũng hưởng được cái phước đó. Nên ai làm nhiều phước thì cứ qua hỷ thôi, mình cũng có phước. Mình cân nguyên tắc là đúng, nhưng còn hệ quả về sau nữa thì sao? Bao giờ cái quả kia nó trổ cho người kia đó mình mới hưởng được, còn nếu không trổ cho cái người kia mình không có hưởng được đâu. Ví dụ như một người A làm việc bố thí cũng được, cái người B không làm, người B qua hỷ không rồi, còn mai mốt cái mình còn cộng hưởng chung với người ta. Được không? Dạ được. Nhưng mà nó có một cái điều kiện khác mà là cái người đó nó phải cộng trú, là tức là xung vào cái đúng chất cái môi trường giống như kia mới có thể cộng hưởng được. Đúng không? Không có. Ví dụ cái người mà bố thí họ tái sinh bên Mỹ, còn cái người mà qua Mỹ họ tái sinh vào ở bên Phi Châu thì không thể là cộng hưởng được. Hay là mọi quan điểm về cái luận kiểu này á thì thất bại vô cùng. Cho nên á, chúng ta cái phần này dạy chúng ta có ba cái loại nghiệp: thân, ngữ và ý. Mà học luận mà chỉ quan trọng cái ý không thôi, mà bỏ cái thân cái ngữ, đó là một cái điều thất bại. Chúng ta luật dạy chúng ta là dạy chúng ta cách sống đạo đức qua thân và ngữ. Bởi vì cách sống đạo đức qua thân và ngữ biểu lộ rất là rõ ràng. Chúng ta ví dụ như vậy, trong một cái cuộc lễ, một cái vị mà học thuộc kinh á, tụng kinh nào theo, vị chủ tọa mắc bài kinh nào gì đó tụng theo thì chắc chắn là cái người Phật tử đó, nhìn ở phía dưới nhìn thưa khen ngợi là chuyện này có tinh tấn, không cũng những bài kinh. Còn thấy lại quý vị kia ngồi diêm á, là hỏi sao vậy? Anh nói tôi ngồi thiền, tôi tập trung thiền. Cái thiền không ai thấy, không biết trong lúc tâm ông có thiền hay không, hay là tâm ông nó phóng vật, ông lo nghĩ cái này lo nghĩ cái kia, đố ai biết. Nhưng mà sự tụng kinh ta biết như thế nào cũng vậy. Thì cái sự thể hiện đạo đức qua ngữ và thân nó rõ ràng hơn là về cái tâm. Rồi cái tạng kinh hay học kinh đó, nó là những cái đi từ định lên đức tuệ. Như vậy một cái gì mà chứng đắc được đạo quả đó không loại trừ kinh luật luận, mà tất cả đều phải phối hợp một cách nhịp nhàng ở trong đó. Bởi sao? Bởi vì tạng luật tượng trưng thế giới, mà tạng kinh tượng trưng cho định, và tạng luận tượng trưng cho tuệ. Xin thưa, không có giới định tuệ thì bao giờ nghĩ tới giải thoát, nhớ tạo quả giác ngộ.
Mà một khi đã giác ngộ thì giới định tuệ này đều phải có mặt chung, đều phải có mặt chung nè. Nhưng mà cái người mà khi học về tạng đụng nhiều, khi mà chứng đắc rồi á thì cái trí nó nhạy bén hơn, nó hiểu nhiều hơn à. Nhưng mà nó cũng là như vậy. Là chúng ta thí dụ một cái người đậu bằng tiến sĩ nhưng mà đậu hạng giỏi, và một người đậu bằng tiến sĩ mà đậu hạng khác, một người đậu bằng tiến sĩ mà cũng vừa đủ hiểu đại học. Không có ai chê cái người mà đậu bằng tiến sĩ vừa đủ hiểu là thấp kém cả, mà người ta cũng vẫn gọi là ông mỹ nhân A tiến sĩ gì đó à, tiến sĩ y khoa hay là tiến sĩ văn học hay là tiến sĩ nghệ thuật chẳng hạn. Nhưng như là đây vừa đủ điểm hay đọc à, như thế nào cũng vậy à. Cho nên chúng ta không nên à, xem trọng một cái bộ kinh nào hơn bộ kinh nào hết, tức là không nên xem trọng cái bộ kinh tạng nào hơn bộ tạng nào hết, mà chúng ta phải quân bình cả ba tạng. Mấy sự quân bình ba tạng đó nó dẫn tới sự giác ngộ à. Những người mà nhân dài quân bình là vậy đó thì dẫn tới giác ngộ nhanh chóng, chẳng có gì cả. Chứ mà tặng lục nó lại cũng giác còn chậm hơn tặng lục, chúng tôi chưa hẳn á. Không phải là tặng kinh là giác ngộ nhanh hơn tặng lục, chưa hẳn á. Mà hãy kết hợp hai bài vậy thì nhanh chóng giác ngộ. Đó là câu mà chúng tôi gửi nó sang sẻ với quý vị. Xin thưa, là nào kinh hay lục hay luận cũng là lời Phật dạy cả, và chúng ta tôn trọng pháp mà tôn trọng tất cả ba tạng, chứ không có chú ý tới một cái tạng nào. Tạng nào cũng là những cái kho tàng hết à. Nói là kho tàng này lớn hơn, nhưng nó nhiều, nó lớn hơn kho tàng kia, không nên. Vô tình bị tà niệm đó à, vô tình là mình phỉ bán pháp của Phật mình biết đấy. Cho nên xin gửi mít lại cho đạo tràng, và xin gửi ý cho nhiều may qua cũng. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt cho nhiều mây qua bóng đêm, con thành kính tri ân sư với câu trả lời cho vừa rồi. Đồng thời con có một cái thắc mắc là con có nghe một câu nói đó là kinh là dụa thánh, luật là trói buộc người ta, và luận là giết chết người ta. Con muốn hỏi là câu nói này là của vị nào nói, và ý nghĩa của nó như thế nào, và câu nói này có đáng tin tưởng hay không? Dạ, đó là câu hỏi của con, và con xin đọc câu hỏi, con đọc luôn câu hỏi của ta không là gì. Là nếu như, thưa sư phụ cho con hỏi, nếu như vậy thì con nghĩ tất cả loài người đều thuộc loài người bất thiện sao? Vì ai đó lúc nào đôi khi cũng nói láo, thưa sư sư chỉ dạy thêm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư chánh tâm hoan hỷ Quang Lâm đạo tràng để trả lời cho câu hỏi cuối cùng trong thời pháp hôm nay, bởi vì con nhận thấy thời gian đã đến rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nè, thứ nhất cái câu hỏi là kinh dụ người ta đến, luật là trói người ta, luận là tập chết. Cái câu này chúng tôi nghe thường, nghe về lúc mà chúng tôi mới quy y á, tôi mới đầu khoảng 11-12 tuổi, lâu rồi. Dạ thú thật bây giờ hỏi ai nói chúng tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng mà câu đó không có chuẩn à. Và câu đó cần phải chỉnh đốn lại. Kinh không phải dụ, cái Phật hay không dụ ai hết á. Mà luật không phải là tối, không có tối ai hết á. Mà luận cũng không đập chết, đập chết ai hết á. Bây giờ
cái góc độ mà khía cạnh khác chúng ta sẽ trình bày sau. Bây giờ chúng ta trình bày trước cái khía cạnh thứ nhất. Trong tạng kinh Đức Phật Ngài nêu lên những quả an lành của những người tạo thiện nghiệp. Để làm chi? Trong tạng kinh á, Đức Phật Ngài cũng nêu lên những cái quả xấu của những ai tạo ác nghiệp hay là tạo bất thiện nghiệp, để người ta lánh xa cái việc ác và thực hiện việc tạo. Điều đó không phải được gọi là dụ, và chúng ta nhớ rằng cái tuần tự pháp của Đức Phật Ngài thuyết khi mà Ngài đi tới một cái xứ lạ, một cư dân lạ, thì Ngài thuyết lên cái bài kinh thứ nhất, cái bài gọi là Ám Ứ Bất Bát Cà Tha, nó tức là tuần tự pháp đó. Trước khi Ngài nêu ra cái pháp bố thí, rồi Ngài nêu lên cái pháp trì giới, rồi Ngài trình bày lên những cái cảnh trời, những cảnh an lạc. Thứ tư, Ngài nói là những nguy hiểm của dục lạc. Và thứ năm là Ngài nói lên cái biện pháp ra khỏi những cái nguy hiểm đó, tức là cái xuất ly. Vậy đó có dụng, nó phải là dụng. Mà Ngài đưa lên cái nền tảng của người muốn chính mắt được đạo quả phải thực hiện cái thiện. Mà khởi đầu cái bố thí là cái dễ thực hiện nhất, mà tiếp theo nữa là cái kết. Để rồi từ hai kết quả đó nó dẫn tới Ngài trình bày ra luôn cả một cái kết quả của cái thiện nghiệp đó, nó cho tái sinh là nhàn cảnh, là người giàu sang phú quý, hoặc là trường thọ, hoặc là những cảnh trời v.v. Nhưng để rồi Ngài chỉ ra những cái nguy hại nằm trong đó. Rồi Ngài mới dạy cho các biện pháp ra khỏi những nguy hại đó. Mà muốn ra khỏi được nguy hại đó, được xuất ly ra khỏi những nguy hại đó, để chứng mắt được tấm quả đó, thì phải tạo những cái việc thiện. Không bao giờ một kẻ ác, một cái người bất thiện mà có thể chứng mắt được là quả đó, chuyện này không hề xảy ra. Mà những người làm việc thiện, một người mà tích lũy việc thiện chứng mắt được đạo quả, chuyện này có thể xảy ra. Ví dụ như trong bản luật mà Đức Phật Ngài dạy cho chư Tỳ Kheo á, 10 điều lợi ích khi Đức Phật Ngài chế định đạo luật, đó là gì? Đó là ngăn từ những ô nhiễm chưa sanh không thể, ngăn từ những ô nhiễm đang có, những vị Tỳ Kheo mến thích luật, sống được an vui, ngủ được an vui, ngăn răng đe những kẻ ác xấu trong hiện tại lẫn tương lai. Như vậy là phải là trói, phải là trói mà tự chúng ta tới. Các bạn là luật của Đức Phật. Giờ bây giờ chúng ta nói nè, ngay cả năm giới người Phật tử này, dạ là nếu mà như không sát sanh thì được từng họ, không trộm cắp, tài sản không bị tổn thất, không tà hạnh trong dục lạc thì không bị người khác ghét bỏ, không nói dối thì người khác tin tưởng, nói dối thì người khác xem thường, xem nhẹ, uống rượu làm hại trí tuệ. Rồi ai muốn quả lành thì thực hiện, ai không muốn quả lành thì đi ngược lại. Có đâu, nó quá buộc, nó quá buộc. Nói vậy là nói sai. Còn nó tạng luận là đập chết. Cái đập chết là gì? Là đập chết, nếu mà nói là mức độ nào đó, đập chết một cái kiến ngã, tức là không cho có cái tư tưởng mà có một cái gì đó nó thường tồn bất biến ở trong ngũ uẩn này, tức là sắc thọ tưởng, nó luôn biến diệt, nó luôn luôn vô thường, mà nó chứa đầy những cái đau khổ. Chính Đức Phật Ngài dạy thiên tử Lưu Ý Tất Xá này, Lưu Ý Tất Xá Như Lai tuyên bố rằng trong tánh thân có một
gốc bằng gốc này nó có sự chịu khổ, phải có sự gì khổ. Cho nên không có mang một cái ác kiến là thân kiến, dị tự thân kiến. Nếu nói theo góc độ này thì đúng. Nhưng mà mở rằng á, bạch chết sinh thê không phải bạch chết mà hướng dẫn cái tâm đi tới cái cứu cánh giải thoát, thế là đi vào bất tử. Ở lúc mà thầy đại trong tăng di kinh pháp chính là chúng chi chẳng hạn vậy, cái pháp thiện ấy là giải thoát, hay là lấy gì làm cứu cánh, tất cả các pháp thiện lấy giải thoát làm cứu cánh, các pháp lấy cái gì để thể nhập, các pháp lấy bất tử để thể nhập. Mà thằng luận á thì đưa cái trí tuệ đi thể nhập vào bất tử, thế nó đập chết nữa, đập chết nó không còn. Mà đang thể nhập vào bất tử là gì? Nếu một cái trạng thái không còn sinh tử nữa thì nó phải là đập chết. Nhưng mà ở góc độ đập chết đó, chúng ta có thể hiểu là bỏ đi những cái thiết về thường hay đoạn. Thế giới là thường hay thế giới là không thường, thế giới hữu biên hay là thế giới vô biên, chúng sanh với mạng sống là một hay là chúng sanh với mạng sống là khác, hay là chúng sanh với mạng sống một phần là thường một phần là vô vật, không quan niệm về cái bản ngã nữa. Do quan niệm về ngã không chết, mà không quan niệm bản ngã để dẫn dắt đến bất tử. Nên trước đây chúng ta nghe cái câu đó, nhưng mà sau này thì nói vậy là vô khống Đức Phật. Đức Phật không có dụ ai hết, mà Đức Phật không có tối ai hết, mà Đức Phật cũng đặt chết ai hết. Nếu mà trình bày những cái pháp đi từ thiện, đánh xa các pháp bất thiện, đánh xa gì ác, rồi bỏ những cái thiện lành, những cái thiện phước để dẫn dắt tới cứu cánh là giải thoát, dẫn dắt tới bất tử, thì cả ma tạng kinh luật luận hay là pháp luật đều có công năng như vậy. Nên câu nói chỉ nhận là để dễ hiểu mà chúng ta cũng cần quên đi, cũng không cần thiết. Bởi vì lúc bạn này tế định cái học giới tức là về luật để ngăn từ những ô nhiễm chưa sanh không sanh khởi, ngăn từ cái ô nhiễm đang có bị diệt mất, để răn đe những người ác xấu, để chi từ hư mến thức, mến cách luật, sống được an vui, ngủ được an vui chẳng hạn vậy. Vậy đâu có bị trói buộc đâu, đâu có trói buộc, đâu có trói ai. Mà đem tới cho tinh thần đạo đức của cái thân nhân nữa một cách tốt đẹp, để hiện cái nếp sống tinh thần tốt đẹp của người tu Phật, thế thôi. Cho nên xin trả lời như vậy. Còn bây giờ của ta không là gì, nếu vậy thì con nghĩ tất cả là người đều thuộc về Đức Phật, thì ai đó lúc nào cũng đôi khi cũng nói láo. Dạ, xin thưa, khi nào nói láo thì đó có thể, nhưng cũng đâu phải là ai cũng nói láo hết, không phải một ngày 24 giờ rồi cho nói chuyện cho 6 giờ, không lẽ 6 giờ lúc nào cũng nói dối hết, cũng có lúc chúng ta nói thật chứ. Cũng có những lúc chúng ta thành thật với mọi người đó thôi. Thì trong những lúc thành thật đó chính là thiện, mà nói dối đó là bất thiện. Và sở dĩ nói dối bất thiện dù là nói chơi, dù là nói chơi cũng là bất thiện. Tại sao? Chúng ta xin dẫn chứng bài kinh ở trong một kinh
mài kinh âm bát lát thiết các ra ra hư lô và đá, tức là giáo giới là hồ la âm bát lát các. Nếu mà kinh này thuyết tại tri dường âm bát lát thiết các, tức là dùng sờ nó ngài ra hồ la khi mà xuất gia lúc 7 tuổi còn sa di, ngài thường thường á nói đùa vì hiểu rằng á lúc mà còn nhỏ ngài là một cái người con độc nhất giữa sinh ra cha ra đi xuất gia, cho nên bao nhiêu tình thương giữa bà dạy là dồn cho ngài, đại khái là ngài muốn gì được đó đó. Ngài sống ra trong hoàng cung á, vua nội cũng thương mến, bởi nghĩ là cái giọt máu còn lại của thái tử Siddhartha Đà. Rồi vua nội thương mến, mẹ cưng chiều, bà nội cũng thương, thấy những người cao cấp đều thương hết, này cung phi mỹ nữ thì đâu dám hoa hén vậy. Rồi khi mà lớn lên á, ngày ngày cũng thường ơi nói dối để tiêu đùa gạt gẫm mấy cô cung nữ, nó thành một cái thói quen. Rồi khi mà xuất gia trong giáo đoàn này, ngài còn là sa di học trò của ngài Xá Lợi Phất, do một thói quen đó cho nên ngài cũng đùa cợt nói dối với các vị trưởng lão ở việc đó tới tay Đức Phật. Trên vào buổi chiều hôm đó, khi mà ngài đang hồ lá đang ở trong cái giường anh Bá Lát Chí Cá, Đức Phật ngài đến rồi đó, ngài đưa ra những cái hình ảnh thật là dễ hiểu và thật là cụ thể. Khi ngài đi đến đó, ngài đau lá đó cũng sửa soạn nước cho ngài rửa chân xong, thì trong chậu nó còn một ít nước. Đức Phật ngài hỏi này đau lá, con thấy chậu nước này còn một ít nước hay không? Mà cứ đôn thì con thấy đấy, cũng vậy này đau lá, cái đời sống sa di sẽ ít ỏi giống một viên nước còn lại chút xíu. Và ngài hấp đổ cái nước ra trong cái chậu đó đi, và hỏi là này là hồ la, cái chậu này có trống không không? Bà cứ tôm và trống không. Cũng vậy này là hồ la, đời sống sa di sẽ trở nên trống không nếu còn nói dối. Và ngài đảo ngược cái chậu ốc xót, hỏi này là hồ la, con có thấy cái chậu ốc không? Bà cứ tôm và con thấy. Cũng vậy này là hồ la, cái đời sống sa di nó sẽ bị đảo lộn nếu còn nói dối. Đó là ngài dùng những hình ảnh thật cụ thể để cho phù hợp với trí của một vị sa di. Và cuối cùng ngài dạy một câu cuối cùng trong bài kinh đó, này là hồ la, chớ có nói dối dù là nó chê. Và bài kinh này xem như là bài kinh rất quan trọng, nó cảnh tỉnh không phải chỉ sa di là hồ la, mà cảnh tỉnh luôn cả chư tỳ khưu, cảnh tỉnh luôn cả hàng cận sự nam nữ. Và vào thời bài kinh này được cho dù khắc lên những cái bia đá để ở những cái cổng thành, để ở những nơi công cộng, để cho chư tỳ khưu và cái hàng cận sự tụng đọc mỗi ngày. Như vậy thì nếu như nào nói dối dù là nói chơi, mặc dù giới nói dối chưa đứt, nhưng mà xem như là bất thường pháp. Ở đây bất thường pháp khác nói gì cái dối, cái giới là khác, giới không đứt mà bất thường pháp là có, dù là nói chơi. Nên chúng ta thấy nếu mà ngày dạy nào là đời này nào là chớ có nói dối dù là nói chơi, mặc dù giới nói dối không đứt, bởi vì người khác chưa tin, nhớ nó dối ngôn chi, lời không thật. Có ý nói, ráng sức nói rồi người khác là tin. Người khác không tin, thì cái giới nó dối không đứt, nguyên do bất thiện là có, bất thiện là có. Cho nên chấn chỉnh cái bất thiện từ trong nội tâm đó, trong không có nói dối, vô là nó chơi. Nhưng lúc nào mà nói chân thật thì nó có thiện, lúc nào mà nói dối nó có thiện, chứ không phải tất cả
cả mọi người đều phục người bất thiện. Nhưng lúc chúng ta sống trong thiện pháp, chúng ta nghe thêm mấy đoạn tử đang trong lúc mà tụng kinh, anh đâu có nói dối đâu. Nghe gọi là tụng kinh á, tăng chăm chú tới đâu, vì lúc đó là thiện pháp chứ sao gọi là bất thiện không. Mà bao giờ ra tiếp xúc với cảnh cảnh hay tiếp xúc những cái người khác mà chúng ta nói dối, nếu không nói là bất thiện, còn nếu không thì chúng ta cũng vẫn là thiện, chứ đâu phải là tất cả đều là người thiện phục người bất thiện. À, cũng có lúc thiện cũng lúc bất thiện, cho nên ta không là gì là cả, nên lưu ý là chúng ta từng thời điểm mà chúng ta sẽ là người bất thiện, và từng thời điểm chúng ta sẽ là người thiện. Khi tới nghe pháp, hỏi pháp, đó là thiện, và khi nói dối đó là bất thiện, chứ không phải là bệnh chung chung gì được. Ta không là gì nắm được cái ý chúng tôi muốn trình bày, và chúng tôi san sẻ là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật, nó phải là bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cha ta không là gì và tất cả đạo tràng, con thành kính tri ân thượng thầy Chánh Minh với thời pháp thoại pháp đàm, đề tài là tâm sở hữu niệm. Hôm nay vào giờ này thời pháp thoại pháp đàm cũng vừa viên mãn. Con thành kính tri ân thượng tòa, hướng nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tòa được pháp thể kinh an và lúc nào cũng có đầy đủ sức khỏe để trở lại đạo tràng hướng dẫn cho chúng con vào những buổi học sắp tới. Vào giờ này con thành tâm kính cung thỉnh thượng tòa hoan hỷ trở lại mít để đọc bài hồi hướng chúc phúc cho đạo tràng và học chuyên đề của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin thành tâm kính cung thỉnh bạch. Nam mô Bổn Thầy ạ. Xin lỗi anh sĩ thường thường, nhưng mà chúng ta nên tới 10 giờ cho mình nghĩ là bác sĩ bảo là 10 giờ là không nên thức nữa. Thức nữa là xe mà chạy quá tải, có ngày thức sớm. Mà cố gắng là duy trì cho nó muốn dạy học tới trung học hay lên đại học cho nên xong. Vì có nhiều cái điều lý thú ở phần trung học lắm, mà phần sắp bắt mà chưa học tới. Cho nên xin lỗi là mai mốt tại vì sao khoảng tới 10 giờ chúng tôi nghỉ à, nha, không có dám kéo dài nữa, tại đường chạy xa, tại nổ viết máy nó hư mệt lắm. Bây giờ phú báo nó sang lên cho phần pháp đàm, xin cúng giờ nó chưa tôn đức tăng, xin em nó sẽ an lành cho quý sư cơ, xin em tới nay trong đời sống và tấm quá trong Phật pháp cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, và chúng tôi cũng không quên hưởng qua bước này cả phần pháp thoại lẫn phần pháp đàm đến giờ chư thiên một trì chánh pháp. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng rồi xin gia hộ chư chư công tăng luôn luôn được pháp thể kinh an, quý sư cơ luôn luôn thân tâm an lạc, quý phật tử luôn luôn được thuận may trong đời sống và được tấn hóa trong Phật pháp. Bây giờ xin mời quý vị hãy tĩnh tâm lắng nghe kinh. Sapitiya viva chanda sambaro vina sukamate viva pambaraya sugaini kayuko pala viva namasile sanitya vota pachanyo chattaro pamma va pandiya juvanno sokang malang. Cả vô hoa chúc mừng sống lâu sắc cao đẹp mang vui sức mạnh thêm đến người là người nắng nghiêng mừng lễ bái cũng giờ đến tam bảo nhà đó lòng bơm tính ca vợ tôi lòng bình tấn nghe như là bồng trì giới nhà bằng trường lao cầu xin cho có tâm tính thành tam bảo cha đưa phần đỡ mi mang cha đưa phần đỡ mi mang cha đưa phần đỡ mi mang. Xin chúc quý vị sự an lạc đồng điều nhau cả thể và xin từ biệt, xin ngay các tạm biệt, chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ bảy cùng sao vậy. Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tam Bảo, nam mô Sanh Thầy.